chương 1382, Đạo Thiên Đại Kiếp. Chuyện gì xảy ra, hay là ta sắp về với bụi đất, dung nhập vào thế giới này? Không ngờ, cả đời này từ lúc bắt đầu bước vào con đường tu tiên, cẩn thận chặt chẽ, không dám có một tia lười biếng, kết quả cuối cùng vẫn khó thoát một kiếp này. Nếu vậy, so với những tu sĩ đã sớm bị diệt bởi các loại duyên cớ trên con đường tu tiên, ta bất quá cũng chỉ là tăng thêm chút thời gian hư ảo mà thôi. Uyển Nhi, thật xin lỗi, nếu có kiếp sau, không bằng chỉ là một kẻ phàm nhân thế tục tuy không trường sinh nhưng lại có thể cầu đến thiên luân lại không cần ao ước tiên duyên hàn lập suy nghĩ lộn xộn trong đó lại mang theo một tia bất đắc dĩ cùng vẻ bi thương vào thời khắc này trong hư không chung quanh nổi lên từng đạo kim quang chính là từng sợi thời gian pháp tắc chi lực vô cùng nhanh chóng tụ đến thân thể của hắn nhưng thế giới chung quanh vẫn như cũ cực kỳ chậm chạp từng sợi kim quang hóa thành năm dòng lũ màu vàng dung nhập vào thân thể hắn năm cỗ thời gian pháp tắc chi lực này hàn lập không thể quen thuộc hơn được đúng là năm cỗ thời gian pháp tắc hắn khổ tu đại ngũ hành nguyễn thế quyết nhiều năm qua mất đi một lần nữa lại được thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể hắn lần nữa nhanh chóng trở nên tràn đầy năng lực ngũ giác cũng khôi phục lại năm cỗ thời gian pháp tắc chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển như cuồng phong sóng lớn cột rửa toàn thân khẩu quyết đại ngũ hành nguyễn thế quyết chảy xuôi trong đầu hắn hắn nhận biết môn công pháp này trước nay chưa từng khắc sâu như thế hàn lập cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng ầm một tiếng trước mắt một mảnh kim quang phảng phất đẩy ra cánh cửa nào đó bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới thời gian pháp tắc chi lực liên tục không ngừng vào tới thời gian trong cơ thể hắn rất nhanh đạt đến trình độ trước đó nhưng thời gian pháp tắc trong hư không tụ đến cũng không đình chỉ ngược lại càng lúc càng nhiều năm đạo kim quang thô to giống như sóng giữ vào tới rót vào toàn thân hắn thiên địa nguyên khí cũng chen chúc đến, rót vào thân thể hắn. Trên thân thể tàn phá của Hàn Lập toát ra vô số mầm thịt, thương tích nhanh chóng chữa trị, rất nhanh triệt để khôi phục lại. Trên người hắn bỗng nhiên tỏa ra kim quang trùng thiên, một cỗ ba động khí thức khổng lồ đáng sợ gấp mấy lần so với trước đó từ trên người hắn bộc phát ra, kim quang như thủy triều khuếch tán ra chung quanh. Cơ hồ thiên địa linh khí toàn bộ trung thổ tiên vực đều ba động, điên cuồng phun trào. Tốc độ thời gian trôi qua khắp nơi khẽ động, đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu, Luân hồi điện chủ, ma chủ, còn có cổ hoặc kim nhìn thấy biến hóa trên thân hàn lập, thần sắc đều biến đổi. Cả bọn nhìn thấy một loạt chuyện này trong chớp mắt đã hoàn thành, nguyên bản hàn lập trọng thương sắp chết, trong nháy mắt đã thuế biến đến cảnh giới bây giờ. Trong mắt luân hồi điện chủ và ma chủ lóe lên vẻ kích động. Mặc dù tình hình hàn lập biến hóa quỷ dị, nhưng giờ phút này khí tức trên người hắn tán phát ra, bọn họ cũng không lạ lắm, chính là dấu hiệu tiến giai đạo tổ. Hàn lập tại thời khắc mấu chốt này tiến giai đạo tổ, đối kháng cổ hoặc kim càng thêm nắm chắc không đúng cổ hoặc kim rõ ràng vẫn còn hàn đạo hữu sao có thể tiến giai vị trí thời gian đạo tổ ma chủ sau khi kinh nghỉ trôi qua kinh ngạc hỏi cổ hoặc kim dung hợp hỗn độn chi lực ý đồ đột phá thiên đạo tương đương với từ bỏ vị trí thời gian đạo tổ hàn đạo hữu lúc này mới có thể thuận lợi tấn thăng ta nghĩ điểm này cổ hoặc kim cũng không dự liệu được đúng là ý trời luân hồi điện chủ xoay chuyển ánh mắt giật mình nói ma chủ nghe vậy ra sức gật đầu, cổ hoa kim nhìn hàn lập, sắc mặt âm trầm, trong mắt chấp động hung quang, tựa hồ muốn làm cái gì. Mơ tưởng, bóng người hoa một cái, luân hồi điện chủ và ma chủ ngăn giữa cổ hoa kim và hàn lập. Cổ hoa kim nhướng mày, hắn cùng vòng xoáy hỗn độn tương dung, thực lực mặc dù tăng nhiều, nhưng cũng có một vấn đề là không cách nào di động, rất là bất tiện. Cùng lúc đó, nguyên bản bầu trời sáng tỏ, đột nhiên trở nên u ám, mảng lớn đám mây xám đen trống rỗng xuất hiện, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ màn trời, cũng lộ ra một cô áp lực nặng nề vô cùng. Cô áp lực này cao như hoàng thiên, nặng như hậu thổ, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Đạo Thiên Đại Kiếp, Luân Hồi Điện chủ và Ma chủ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, nhưng cũng xen lẫn vui mừng. Đạo Thiên Đại Kiếp là lúc tiến giai đạo tổ, nhất định phải kinh lịch thiên địa đại kiếp, không thể coi thường, sơ sẩy một chút sẽ vẫn lạc trong đó. Nhưng Đạo Thiên Đại Kiếp giáng lâm, phụ cận Hàn Lập chính là cấm khu bất kỳ ngoại nhân nào tiến vào sẽ lọt vào thiên kiếp tập kích cho dù cổ hoặc kim cũng vô pháp tới gần đạo thiên đại kiếp tới thật nhanh bất quá thời gian pháp tắc chính là trí tôn pháp tắc đạo thiên đại kiếp trị uy hơn xa pháp tắc bình thường khác bản tôn năm đó cũng chuẩn bị hồi lâu tăng thêm một tia may mắn mới miễn cưỡng vượt qua ngươi như vậy bỗng nhiên tiến dai ta không tin ngươi có thể đổ qua cổ hoặc kim hừ lạnh nói thân sắc khôi phục bình tĩnh một chút không còn giống vẻ điên cuồng trước đó nữa giờ phút này bầu trời trên đỉnh đầu triệt để biến thành màu đen kịt chiếu xuống phía dưới cũng một mảnh đen nhánh trong yên tĩnh lộ ra một cỗ túc sát trị ý suy suy tiếng vang đại tác trên bầu trời mây đen bắt đầu quay cuồng tạo thành một vòng xoáy cự đại vô cùng nhắm ngay hàn lập phía dưới hàn lập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sắc mặt bình tĩnh trước đó chết qua một lần trong lúc bất chi bất giác lại nghĩ thông suốt một số sự tình trong lòng ngược lại thản nhiên hơn nhiều trong vòng xoáy từng đầu lôi điện đen kịt lao vụt du tẩu nhìn dị thường đáng sợ, mà chỗ trung tâm vòng xoáy là một lỗ thủng đen kịt, tản mát ra quang mang tĩnh nghịch, không biết liên thông đến nơi nào. Lôi quang đen kịt chấp động, một tiếng nổ ầm vang, một cỗ uy áp đáng sợ khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần so với trước đó từ trong vòng xoáy lộ ra. Hư không phụ cận chấn động kịch liệt, đều vặn vẹo theo. Thân thê Hàn Lập bị cỗ uy áp này bao lại, khẽ run lên, nhưng lập tức ổn định thân hình. Chỗ sâu vòng xoáy lóe lên ánh sáng xám, vô số mây xám nồng đậm từ đó bay ra, vô thiên cái địa chụp xuống hàn lập. Loại mây sám này, trước kia hắn đã thấy qua, đó là lúc giải đạo nhân tiến giai đạo tổ, độ đạo thiên đại kiếp. Chỉ là năm đó khi giải đạo nhân độ kiếp, số lượng mây sám còn không bằng một phần mười của hắn lúc này. Khóe miệng hàn lập khẽ động, lộ ra vẻ tươi cười. Năm đó lúc thấy giải đạo nhân độ kiếp, mây sám vừa mới xuất hiện, hắn chịu không được uy áp nên đã hôn mê. Bây giờ hắn tự mình độ kiếp, uy áp những mây sám này như cũ vẫn rất lớn, lại không coi vào đâu trong mắt của hắn chấp động u quang màu đen, rất nhanh phát hiện chân thân mây xám, rõ ràng là do tia chớp nhỏ màu xám hình thành. Những tiềm điện kia mặc dù rất nhỏ, ẩn chứa uy năng lại phi thường khủng bố, mà bên trong lại ẩn chứa từng luồng từng luồng lực lượng quỷ dị dẫn ra tâm ma. Trong mắt Hàn lập lóe lên tinh quang, khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra hư không về phía mây xám cứng ngắc đầy trời. Vạn đạo kim quang từ trên nắm tay hắn nở rộ ra, phảng phất một vòng kiêu dương đột nhiên phóng lên. Từng đạo kim quang đâm vào trong mây xám, tùy tiện xé rách mây xám. Mây xám đầy trời run rẩy kịch liệt, bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ, sau đó phảng phất băng tuyết gặp lửa, hoàn toàn sụp đổ tiêu tán. Chỉ là lôi điện chi lực, sao làm khó được Hàn Lập. Về phần những tâm ma chi lực kia, Hàn Lập gọn gàng liên tiếp chém mất tam thi, vượt qua tam trọng tâm kiếp, tâm ma thể nội sớm đã luyện hóa sạch sẽ, vạn tà bất xâm. Thấy Hàn Lập dễ dàng vượt qua một đạo đại kiếp như thế, luân hồi điện chủ và ma chủ đều vui mừng. Hừ, đạo đại kiếp thứ nhất chỉ là món ăn khai vị, chân chính gian nan còn phía sau. Cổ hoặc kim cười lạnh một tiếng, cổ hoặc kim vừa dứt lời, kiếp vân trên bầu trời lần nữa quay cuồng kịch liệt, nguyên bản kiếp vân đen kịt đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Từng đạo thiểm điện thô to đỏ như máu quay cuồng trong kiếp vân, lôi điện sen lẫn nhau, mơ hồ hiện ra một đóa sen huyết hồng, tản mát ra uy năng hủy thiên diệt địa đáng sợ. Hồng liên thần lôi, đuôi lông mày hàn lập khẽ động, hồng liên thần lôi là một trong 36 thiên lôi, xếp hạng cực cao, trên cả đô thiên thần lôi, uy lực phi thường khủng bố. Tác dụng chủ yếu của lôi này cũng không phải phá hủy nhục thể, mà là hủy diệt thần hồn, cho nên lôi này có danh xưng diệt hồn thần lôi. Mà bầu trời trong Hồng Liên thần lôi còn ẩn chứa thiên kiếp chi lực, so với Hồng Liên thiên lôi bình thường, uy lực càng lớn hơn rất nhiều. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một tiếng nổ ầm vang, bầu trời trong kiếp vân hồng liên thần lôi rốt cuộc hội tụ xong, từng đạo thần lôi hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đóa hồng liên to như ngọn núi hạ xuống phía Hàn Lập. Nét mặt Hàn Lập không chút e ngại, há miệng phun một cái. Một chùm sáng màu vàng từ trong tay hắn bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, quay tít một vòng, chùm sáng phân giải ra, hóa thành một quang thuẫn màu vàng hùng vĩ. Quang thuẫn cực kỳ óng ánh sáng long lanh, nhìn như kim cương, trên thuẫn có vô số phù văn bay múa, chỗ trung tâm hiện ra một đồ án tháp cao vuông vức, vững chắc không gì sánh được. Toàn bộ quang thuẫn cho người ta một loại cảm giác không thể phá vỡ. Đây là thần thông phòng ngự của Chân Ngôn Môn, Thái Vũ Pháp Thuẫn, nổi danh cùng Bất Hủ Kim Vân. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Hồng Liên Thần lôi bổ lên trên Thái Vũ Pháp Thuẫn. Pháp Thuẫn rung động không thôi, phát ra từng đợt thanh âm kéo kẹt kéo kẹt, đồ án phủ văn phía trên cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng Thái Vũ Pháp Thuẫn cũng không có dấu hiệu vỡ vụn, vững vàng lơ lửng trên đỉnh đầu Hàn Lập, ngăn cản Hồng Liên Thần lôi cuồng thiểm không thôi, không để cho rơi xuống. Hồng Liên Thần lôi cũng không đánh tan Pháp Thuẫn. Nhưng phía trên Hồng Liên Thần Lôi đột nhiên run lên, một đóa hư ảnh Hồng Liên hơi mở lại tách rời ra, chỉ thoáng cái đã xuyên thấu Thái Vũ Pháp Thuẫn, vô cùng nhanh chóng đánh về phía Hàn Lập. Hàn Lập cũng không kinh ngạc, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm tỏa ra một ấn ký phức tạp, tinh quang trên ấn ký nở rộ ra như thực chất, hình thành từng gợn sóng óng ánh, bao phủ lại toàn thân. Ầm, um, Hồng Liên Mờ ảo đánh vào gợn sóng óng ánh trên người hắn. Gợn sóng mặc dù không ngừng run rẩy, lại một mực ngăn cản được Hồng Liên Mờ ảo công kích trọn vẹn qua một khắc đồng hồ sau, rốt cuộc hư ảnh hồng liên phịch một tiếng, vỡ vụn biến mất, mà hàn lập bên dưới phòng hộ gợn sóng óng ánh lại không hư hao chút nào. Bọn người luân hồi điện chủ xa xa nhìn thấy cảnh này, thần sắc khác nhau. Nhưng không đợi ba người nói gì, kiếp phân giữa không chung lần nữa phát sinh biến hóa, đột nhiên biến thành màu vàng. Vô số lôi long màu vàng thô to không gì sánh được ở trong mây gào thét quay cuồng, phát ra từng đợt lôi minh kinh thiên động địa, phảng phất muốn chấn sụp thiên địa này. Trong lôi điện màu vàng tản mát ra thời gian pháp tắc cực kỳ mãnh liệt, mà lại tràn đầy khí tức cuồng bạo phá hư, có chút tương tự với hình dạng thiểm điện thời gian pháp tắc cổ hoặc kim lúc trước khi triển ra. Chương 1283, Kim mạch ngọc cốt. Quang âm chi lôi, khóe mắt Hàn Lập giật một cái, hai tay vội vã bấm niệm pháp quyết huy động. Kim quang quanh người hắn chấp liên tục, năm vật màu vàng trống rỗng xuất hiện, chính là năm kiện cụ tượng thời gian pháp tắc chân môn bảo luân, huyễn thần sa lậu, quang âm tịnh bình, đoạn thời lưu hỏa, đông ất thần mộc. Năm kiện thời gian pháp tắc này lần nữa ngưng tụ thành, tính thăng hoa cũng tăng vọt lên. Năm bảo vật xoay tròn không thôi, lóe ra kim quang như lưu ly thuần túy không gì sánh được, ba động thời gian pháp tắc cuồn cuộn truyền ra thật lớn. Ầm ầm, không đợi Hàn Lập làm gì, những lôi điện màu vàng kia đã bổ một phát xuống. Kiếp vân liên tiếp biến hóa giống như thần thông gia tốc, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cũng may, Hàn Lập lúc này đã một chân bước vào đạo tổ cảnh, phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, hai tay chỉ lên trời một cái thái vũ pháp thuẫn trong chốc lát đại thịnh kim quang xoay tròn cấp tốc vô số phù văn màu vàng từ đó phun ra ngoài phát ra trận trận thanh âm gào thét mãnh liệt tiếng vang kinh thiên động địa nổ tung vô số lôi điện màu vàng bổ lên trên thái vũ pháp thuẫn trên pháp thuẫn lập tức hiện ra vô số vết dạn đồng thời nhanh chóng lan ra âm một tiếng vang trầm thái vũ pháp thuẫn vỡ tan từng khúc sau đó bạo tạc ra hóa thành vô số mảnh vỡ màu vàng như lưu tinh bắn ra chung quanh bất quá thái vũ pháp thuấn cũng đã tranh thủ cho hàn lập đủ thời gian những vật chân môn bảo luân vây quanh thân thể của hắn xoay tròn cấp tốc một vòng xoáy màu vàng to lớn vô cùng lại nổi lên bao phủ hàn lập vào trong phát ra lực hút đáng sợ cơ hồ có thể thôn thiên vệ địa đón lấy lôi điện màu vàng đang đánh xuống vô số lôi điện màu vàng bổ vào trên vòng xoáy làm vòng xoáy màu vàng rung động không thôi nhưng cũng lập tức bị vòng xoáy phát ra lực hút cuốn lấy lôi kéo cảo chỗ sâu trong vòng xoáy hàn lập đứng tại trung tâm vòng xoáy thân hình theo vòng xoáy lắc lư trái phải, hai tay lại ổn định không gì sánh được, không ngừng bấm niệm pháp quyết. Vòng xoáy màu vàng chuyển động ù ù, không biến yếu chút nào, tạo thành thế rằng co với quang âm chi lôi giữa không trung. Chỉ thấy kim quang nhảy lên, lôi quang bắn ra bốn phía, vô số tiếng kinh lôi nổ vang, hư không phụ cận chấn động kịch liệt. Xa xa luân hồi điện chủ và ma chủ đứng thẳng không nổi, không ngừng bay về phía xa. Chấn động kéo dài nửa khắc đồng hồ, lôi điện màu vàng dày như mưa rốt cuộc bắt đầu yếu bớt rất nhanh hoàn toàn biến mất. Vòng xoáy màu vàng phía dưới cũng nhanh chóng thu nhỏ, mấy hơi thở sau biến mất không còn tâm tích. Thân ảnh Hàn Lập nổi lên, trên thân rách tung tóe, nhìn có chút chật vật, nhưng tổng thể xem ra cũng không đáng ngại. Vào thời khắc này, màu sắc kiếp phân giữa không trung lần nữa nhanh chóng biến hóa, kim quang cấp tốc biến mất, trong nháy mắt lại biến thành màu xám đen ban sơ. Trong vòng xoáy kiếp vân lóe lên từ quang, một đạo cầu vồng màu tím từ đó bay vụt xuống, bao phủ lại thân thể hàn lập, xoay múa quanh người hắn. Cầu vồng màu tím lóe lên chui vào trong cơ thể hắn. Thân thể rách dưới hàn lập nhanh chóng khôi phục, trong trước mắt, tất cả thương thế đều khỏi hẳn. Trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một đạo tinh quang màu vàng thô to, bên trong là từng sợi tinh ti màu vàng, hòa làm một thể với cầu vồng màu tím giữa không chung. Nương theo một tiếng rợi khiếu, tinh quang màu vàng lập tức đại thịnh, hóa thành một đạo kim quang thô to như du long, xoay quanh đỉnh đầu hàn lập, càng tản mát ra thời gian pháp tắc chi lực đủ lay động trời đất. Hư không phát ra liên tục tiếng oanh minh, phảng phất giống như sụp đổ chấn động vặn vẹo. Bọn người luân hồi điện chủ, mà chủ lúc đầu đã thối lui đến nơi an ổn, giờ phút này lại lần nữa không đứng vững, đành phải tiếp tục thối lui ra xa. Tinh quang màu vàng không vần quanh Hàn Lập quá lâu, rất nhanh chui vào thân thể hắn. Hàn Lập nhíu mày lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì theo cỗ tinh quang này nhập thể, thời gian pháp tắc tinh ti trong cơ thể hắn vậy mà nhanh chóng biến mất, hòa làm một cùng nhục thể. Toàn nhục thân tản mát ra một tầng kim quang tinh mịn, nhìn có cảm giác hơi mờ. Nguyên Anh trong cơ thể hàn lập, còn có thần hồn trong đầu cũng lặng yên tan giã, giống như khối băng hòa tan, dung nhập vào thân thể. Lực lượng pháp tác minh mông trên người hắn rất nhanh thu liếm, chấn đông hư không phụ cận cũng chậm rãi tiêu tán. Kiếp phân giữa không trung giờ phút này cũng biến mất không còn tâm tích, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Hàn lập lơ lửng trong hư không, cảm thụ được biến hóa đất trời bốn phía, trong mắt xuất hiện một đầu trường hà màu vàng uốn lượn chảy xuôi trên đó phân ra một đầu nhánh sông nhỏ nhìn qua tầng tầng hư không liên kết cùng mình hắn giơ hai tay lên nhìn hướng cánh tay của mình phát hiện da của mình lại như giấy mỏng manh thông thấu cơ ơ thể thấy mạch máu và xương cốt bên trong rõ ràng huyết dịch màu vàng óng chảy xuôi óng ánh tuyết trắng như mỹ ngọc đây chính là kim mạch ngọc cốt trong truyền thuyết nguyên lai sau khi thành tựu đạo tổ chính là như vậy trong mắt hàn lập khó kiềm chế vẻ kích động tự lẩm bẩm Vừa nói xong, lòng hắn bỗng nhiên sinh cảm ứng, hai mắt hơi nhắm lại, thần niệm bắt đầu du tổ toàn bộ trung thổ tiên vực. Bốn bề sơn hà phá toái, sinh linh chết oan, thiên địa nguyên khí hỗn loạn không chịu nổi, đều hiện lên trong thức hải hắn. Theo tâm viên ý mã của hắn, thần thức đã vượt qua một giới tiên vực, dọc theo từ vực ngoại lan tràn đi, vòng xoáy hỗn độn kia không ngừng khuếch trương che khuất bầu trời, đã thôn vệ mảng lớn hư không, như một cái nắp nồi to lớn chụp trên không toàn bộ trung thổ tiên vực. Phía trên đại địa, các nơi sơn lâm công trình bằng gỗ sụp đổ, giang hà biển hồ nhanh chóng tan rã, giống như năm đó Hàn Lập lần thứ nhất xuyên qua tấm thời gian tinh bích nhìn thấy, tất cả đều bị phân giải thành điểm điểm linh quang, bay về phía không trung. Những vạn vật vốn từ ngũ hành hợp thành kia, lúc này dần dần trở về bản nguyên, bị vòng xoáy hỗn độn kia thu nạp. Trong một mảnh hỗn loạn, Hàn Lập thấy được thi hài đầy đất dần dần hòa tan tiêu tán, mà những tu sĩ miễn cưỡng sống tạm kia cũng đều mở mịt luống cuống chạy từ phía. Thiên địa biến sắc, gần như tận thế, làm gì có chỗ để trốn. Một chỗ ngay trên đại địa không ngừng sụp đổ, mộng bà mang theo đệ tử Dư Mộng Hàn, sớm đã phân tán cùng bọn người Lý Nguyên Cứu, đang không ngừng tránh né mặt đất sụt lún trùng kích. Lúc trước bị đạo thần đại trận kia hấp thụ hơn phân nửa lực lượng, lão ẩu gần như là tồn tại đạo tổ, vậy mà giờ phút này cũng chật vật không chịu nổi. Nhưng cho dù như thế, lão ẩu vẫn không buông tay đệ tử chân quý nhất này. Quần áo trên người Dư Mộng Hàn bẩn thỉu rách dưới, trên mặt cũng không quá hoảng sợ, nàng nhìn lão ẩu trước tận thế còn che chở chính mình, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh nhu hòa. Hai người khó khăn lắm tránh thoát một đạo kẽ nứt không gian cực tốc mở rộng, chân mới đứng vững, dưới thân bỗng hiện ra một vòng xoáy không gian, hút thân thể hai người vào, không ngừng rơi xuống phía dưới. Lúc lăng không rơi xuống, mộng bà ái nấy nhìn về phía dư mộng hàn, đáy lòng có chút hối hận mang nàng tới đây, nếu lưu lại trong tông môn, cho dù cũng khó tránh khỏi cái chết, nhưng cũng không chứng kiến tận mắt cảnh tượng như địa ngục này. Sư mộng hàn cười ôn hòa một tiếng, nhìn sư phụ lắc đầu, rồi quay đầu nhìn lại không chung. Thân ảnh kia, nàng còn muốn nhìn một chút, chỉ là nàng mới xoay người một cái, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy trong hư không có một vệt kim quang, giống như giải lụa bay vụt tới, cuốn lấy sư đồ hai người nàng, trực tiếp kéo ra khỏi vòng xoáy không gian kia. Sư cô nương, các người hãy đến trong động thiên tri bảo của ta tạm lánh. Đi tới gần, hàn lập trực tiếp mở miệng nói, nói xong, bàn tay hắn vung lên, một đạo quang môn màu bạc lập tức mở ra trong hư không. Hàn, sư mộng hàn há hốc miệng, đang muốn nói chuyện, liền bị một tiếng nổ đùng cắt ngang. ầm ầm, một tiếng nổ rung khắp thiên địa bỗng nhiên vang lên, vầng mặt trời treo trên bầu trời trung thổ tiên vực cuối cùng bộc phát ra một vòng hào quang hừng hực, sau đó bạo liệt ra. Theo quang mang không biết thiêu đốt bao nhiêu năm tháng kia dần dần ảm đạm, toàn bộ trung thổ tiên vực lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Đi vào trước hãy nói, lông mày hàn lập cao lại, ngửa đầu nhìn thoáng qua không trung nói với hai người sư mộng hàn mím môi bước trước một bước vào mộng bà mặc dù không nói chuyện lại một mực đánh giá hàn lập lão tự nhiên nhận ra thân phận hàn lập cũng nhìn ra cảnh giới của hắn trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng ánh mắt mình chọn đồ đệ không sai ánh mắt đồ đệ mình chọn người trong lòng càng tốt hơn mặc dù tu vi của lão không đủ nhưng lại có một loại trực giác nói rằng người trước mắt này có lẽ chính là chân tiên giới bây giờ không bao gồm toàn bộ ức vạn sinh linh chân tiên giới bây giờ, là biến số thay đổi càn khôn lớn nhất. Nếu không có người này, có lẽ bây giờ cổ hoặc kim đã thành công. Hàn Lập cho dù đã là đạo tổ, cũng không có khả năng tùy ý nhìn trộm lòng người, tự nhiên không biết ý niệm trong lòng mộng bà và dư mộng Hàn. Trong đôi mắt của hắn dạng dỡ kim quang, xuyên suốt ra quang mang sáng tỏ, giờ phút này khí tức trên thân đã dần dần vững chắc, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại bầu trời phía trên chỉ thấy cổ hoặc kim một thân một mình treo ở trên mái vòm, phía sau là vòng xoáy hỗn độn cuồn cuộn kịch liệt, bao phủ gần nửa người y, nhìn tựa như bị vòng xoáy nuốt sống vậy. Nhưng mà, trên khuôn mặt y chẳng những không có nửa điểm thần sắc kinh hoàng, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn dị thường. Trong một đôi tròng mắt sớm đã không nhìn thấy con người màu đen, chỉ có thể nhìn thấy hai vòng xoáy màu xám xoay tròn không ngừng, tản ra một cỗ lực hút kỳ lạ khó mà hình dung. Trong hư không bên trái, hai tay ma chủ kết ấn, Trước người hóa ra một tòa bảo tháp to lớn lấp lóe ngân quang, va chạm về phía Cổ Hoặc Kim. Mà Luân Hồi Điện chủ bên kia cũng thao túng lục đạo luân hồi bàn, phát ra một đạo quang trụ trùng thiên, trực chỉ hướng Cổ Hoặc Kim. Hai tay Cổ Hoặc Kim đưa ra, hai bên trái phải liền có hai cự thủ hỗn độn từ trong vòng xoáy không ngừng đè xuống, vững vàng áp chế hai người bọn họ ở nguyên địa. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, hai tay trước người kết ấn, công pháp Đại Ngũ Hành nguyễn Thế quyết sớm đã tự hành vận chuyển, năm kiện cụ tượng thời gian phát tác nhau nhau nổi lên. Vần quanh ở bên người hắn. Năm bảo vật lưu động trên dưới, toàn thân lóe ra kim quang lóa mắt, ba động thời gian pháp tác bằng bạc cuồn cuộn khuấy động mở ra. Hai tay hàn lập hợp lại trước người, tâm niệm vừa động, loại cảm giác thần du vạn dặm, thần hợp thiên địa vừa rồi lại lần nữa nổi lên, mà quang âm chi hạ uốn lượn chảy xuôi kia lập tức hiển hiện. Cổ hoặc kim ở trong vòng xoáy hỗn độn bỗng nhiên có cảm ứng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hàn lập bên này. Trong mắt của y hiện lên một tia kinh ngạc, Nhìn không được lẩm bẩm, vậy mà hắn đã thành công. Không đúng, trình độ phù hợp của hắn với thời gian pháp tắc đại đạo, làm sao lại còn cao hơn cả ta? Chương 1384, biến số. Cổ Hoặc Kim tự nói với chính mình xong, chợt nhớ tới nửa quẻ bói mà Trần Đoàn đã xem cho mình lúc trước, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Trước mắt, người quả nhiên là biến số lớn nhất, lần này cho dù phải trả bất cứ giá nào, cũng phải diệt trừ ngươi. Bất luận là ai, cũng không thể ngăn cản đại kế của ta. Cổ hoặc kim quát lớn một tiếng, vừa dứt lời, đã thấy quanh người gã sáng lên từng đạo phù văn hình xoắn ốc. Vòng xoáy hỗn độn đang chiếm cứ, không ngừng bành trướng ở sau lưng gã lập tức cuồn cuộn kịch liệt, một quang cầu khổng lồ màu xám từ trong đó tách ra, phóng cực nhanh về phía Hàn Lập. Hàn Lập đã sớm phòng bị, mắt hơi nhíu lại, hai tay đang hợp trước người bỗng dưng phân ra, song trưởng đồng thời đánh ra phía trước. Hắn cảm thấy một luồng gió mát thổi lướt qua bên tai, rồi vô số kim quang từ trong hư không thình lình xuất hiện, tuôn trào về phía quang cầu màu xám khổng lồ kia. Kim quang hội tụ lại một chỗ, hình dáng một quang âm chi hà dần dần trở nên rõ ràng, dòng nước vốn đang êm ả trong nháy mắt tăng vọt, cuộn trào mãnh liệt tựa như lũ quét vậy, va chạm thẳng vào quang cầu màu xám kia. Chỉ thấy hai màu quang mang trùng kích vào nhau, lập tức quấy lên một đợt sóng lớn dữ dội. Quang cầu màu xám không ngừng hấp thụ tia sáng màu vàng ở bốn phía xung quanh, trở nên càng lúc càng lớn, nhưng mà tốc độ tiến tới của nó cũng trở nên ngày càng chậm chạp, cho đến khi nó phồng lớn chừng mười mấy vạn trượng, thì gần như nó đã bị đình trệ ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên lại có một tiếng sấm rền vang dội. Chỉ thấy quang cầu hỗn độn khổng lồ kia, đột nhiên sáng lên một đường kim quang trói mắt ở chính giữa. Dưới tiếng ầm ầm vang vọng, quang cầu bị chia tách ra thành hai nửa, sau đó quang mang lóe lên, trực tiếp nổ vỡ ra. Ầm ầm, từng tiếng nổ tung liên tục vang lên không ngừng, hư không trong phạm vi trăm vạn giảm phía trước bành trướng rất nhanh, tất cả thiên địa nguyên khí và quang ảnh bụi bặm hóa thẳng thành hư vô. Sau chớp mắt, tất cả dư âm nổ mạnh này lại bắt đầu co rút lại cực nhanh, cuối cùng chỉ để lại một mảnh hư không sụp đổ trống rỗng, đang không ngừng hấp thụ vật chất trong hư không xung quanh, sau đó bổ khuyết lại. Cổ Hoặc Kim nhìn một màn trước mắt kia, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy phía trước người gã, cách đó mấy trăm ngàn dặm, trên quang âm chi hà đột nhiên hiện ra thân ảnh Hàn Lập đang du tẩu trên đó, như ảo như thật, bước tới một bước tựa như vượt qua trăm dặm. Thân hình chấp động một cái, đã đi tới trước người cách gã vạn dặm. Cổ hoặc kim nhìn thấy thanh niên cao lớn kia, quanh người còn có năm đồ vật thời gian pháp tắc vây quấn, đang muốn mở miệng nói gì đó, thì thấy người kia đã tung một quyền về phía mình. Một quyền này của Hàn Lập tung ra, năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc quanh người trong nháy mắt bay lượn ra, chui vào trong dòng sông. Quang âm chi hà cuộn trào mãnh liệt, lập tức hóa thành một quyền ảnh màu vàng cực lớn, xung quanh còn có kim diễm phiêu đã hừng ngực bay tới nện thẳng về phía cổ hoặc kim không có hư không phi hành không có không gian cách trở một đòn đại ngũ hành diệt tuyệt quyền bao hàm chân ý thời gian pháp tắc này đánh ra trong nháy mắt đã rơi xuống người cổ hoặc kim ầm um, một tiếng nổ rung trời vang lên quyền ảnh màu vàng trong nháy mắt nổ tung kim quang trói mắt chiếu xạ toàn bộ hư không từ đó bạo phát ra dư chấn trực tiếp phá hủy hai cự thủ vươn ra từ trong vòng xoáy hỗn độn đang áp chế hai người kia ma chủ và luân hồi điện chủ chợt cảm thấy áp lực buông lỏng không nói hai lời lui về phía sau mười mấy vạn dặm trong lòng hai người rung động hơn sau khi đồng thời nhìn về phía hàn lập phía bên kia chỉ thấy dòng nước thời gian pháp tắc cuồn cuộn quấn quanh người hắn khiến cho mảnh ngư không nơi đó cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ hắn bỏ ra đại giới sử dụng thời gian pháp tắc như vậy không sợ bị thiên đạo đồng hóa sao lông mày ma chủ nhíu lên dùng thần niệm hỏi luân hồi điện chủ chỉ im lặng lắc đầu không nói gì sau một lát, quyền ảnh kim quang kia rốt cuộc cũng tiêu tán đi. Năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc cũng bay ngược về, dung nhập vào trong cơ thể hàn lập. Hai mắt hắn nhìn chăm chú cổ hoặc kim bên kia, lông mày không khỏi nhíu chặt. Chỉ thấy sau khi quang mang tán đi, thân ảnh cổ hoặc kim một lần nữa hiển lộ ra, trên người gã không những không nhìn thấy một chút vết thương nào, trái lại khí thức không giảm mà còn tăng lên. Hỗn độn chi pháp, có thể thôn vệ vạn vật, ta đã đứng ở thế tiên thiên bất bại, người còn bao nhiêu lực lượng thời gian pháp tắc, đưa hết thảy ra đây ha ha ánh mắt cổ hoặc kim đảo qua hàn lập sảng khoái cười to nói hàn lập nghe vậy đang muốn nói gì đó đột nhiên cảm giác được một trận phỏng rát ở ngực hắn cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy bình nhỏ màu xanh sẫm trước ngực lóe ra hào quang màu đỏ mà trước giờ chưa từng xảy ra tiểu tử còn nhìn cái gì vậy bây giờ ngươi đã bước lên vị trí đạo tổ đã có tư cách thử nghiệm luyện hóa trường thiên bình còn không tranh thủ thời gian thử xem cùng lúc đó một tiếng nói quen thuộc vang lên trong thức hải của hắn. Bình linh tiền bối, luyện hóa trưởng thiên bình là ý gì? Hàn lập trần chờ hỏi, tiểu tử, sở dĩ trưởng thiên bình có thể lấy tên, trưởng thiên, người cho rằng là vì cái gì? Vật này đi kèm với thiên đạo thuở sơ khai, chính là kiện huyền thiên chi vật đầu tiên khi thiên địa được hỗn độn sinh ra, trong đó không chỉ bao gồm thiên đạo chư pháp, mà còn có cả lực lượng hỗn độn còn sót lại. Bây giờ cổ hoặc kim đã thu nạp hỗn độn pháp tác định tiến giai hỗn độn đạo tổ, ý đồ một lần nữa khai thiên lập địa, người không thử luyện hóa bình này, còn có cách nào thắng. Ngữ khí bình linh ngữ cấp bách, có chút tức giận nói. Về sao tiền bối đến tận lúc này mới báo cho ta biết. Hàn Lập vẫn hỏi, tên tiểu tử nhà ngươi, thí sự thật nhiều, ta tuy là bình linh, bất quá được sinh ra lúc trước là do luân hồi điện chủ năm đó quán chú tất cả lực lượng thời gian pháp tắc của bản thân, nói là bình linh tiểu bình, trên thực tế chẳng qua là sống nhờ ở trong bình nhỏ này mà thôi. Trong tuế nguyệt vô tận này, ta cũng đang một mực cố gắng tu luyện, muốn dòm ngó huyền cơ chân chính của trưởng thiên bình này. Bình Linh nhanh chóng kể rõ, nếu vậy, lúc trước ta thường xuyên hô hoán tiền bối, đều không có cảm ứng, là do tiền bối đang tu luyện. Hàn Lập kinh ngạc nói, không sai, lần này cổ hoặc kim nhiễu loạn thiên đạo, mưu toàn khiến thế gian này trở về hỗn độn, để một lần nữa khai thiên tích địa, lập ra quy tắc thiên đạo mới. Tiểu Bình đi kèm với thiên địa thuở sơ khai, nên có cảm ứng với chuyện này, mới để cho ta biết toàn bộ. Tốt rồi, bớt nói nhảm, nhanh luyện hóa trưởng thiên bình, ta sẽ giúp ngươi một tay. Bình Linh lần nữa thúc giục, Hàn Lập đang muốn nói chuyện, phía trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng lôi minh chấn thiên. Một đám mây xám ngưng tụ, lôi trụ hỗn độn quấn quanh lôi điện tím xanh, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ xuống phía đầu hắn. Không cần hắn dùng tâm thần điều khiển, 72 kiếm linh đồng tử đã phi thân lao ra, nhanh chóng kết xuất một tòa kiếm trận khổng lồ ở trên không trung, từ đó tuôn ra vô số đô thiên thần lôi, ngênh đón lôi trụ hỗn độn. Một tiếng ầm vang lên thật lớn, hai đạo lôi quang đồng thời nổ bể ra, nhấc lên phong bạo. Trong nháy mắt, phương viên mấy trăm vạn dặm đều bị quét sạch, bốn phía hư không phảng phất như tờ giấy, bị xé rách ra từng lỗ hồng cực lớn. Các loại không gian phong bạo hỗn loạn quấy nhiễu, toàn bộ trung thổ tiên vực triệt để sụp đổ hơn phân nửa. Thanh trúc phong vân kiếm kết thành kiếm trận dưới trùng kích cực mạnh đó, cũng trực tiếp tan vỡ, văng tứ tán khắp nơi rồi mới hóa thành hình dáng đồng tử, bay trở về bên người Hàn Lập nhị vị, thạch đạo hiếu, điện chủ, làm phiền các ngươi hộ pháp giúp ta một chút. Ta có một cách, có lẽ ở dưới tình thế bây giờ, cầu được một đường sinh cơ. Hàn lập truyền âm nói, ma chủ nghe vậy, hơi do dự, luân hồi điện chủ lại lập tức đồng ý. Ngươi nếu không có biện pháp ngăn cản cổ hoặc kim, vậy thì tin tưởng hắn đi. Luân hồi điện chủ truyền âm nhắc nhở ma chủ một câu, phi thân đi trước, tiến về phía hàn lập bên kia. Ma chủ nghe vậy, lông mày cao lại, nhưng cũng không trần chờ nữa, nhanh chóng theo sát hai người một trái một phải bay tới như hai vị thần giữ cửa chắn trước người hàn lập hàn lập thì ngồi xếp bằng trên hư không tháo trưởng thiên bình đeo ở cổ xuống hai tay hợp lại giữ nó ở trong lòng bàn tay sau một hơi thở trong lòng bàn tay đang hợp lại của hắn đột nhiên thấu xạ ra một vòng quang mang rực rỡ màu đỏ thẫm ánh sáng kia phảng phất như có thể thẩm thấu vào trong cơ thể hắn vậy chiếu sáng toàn bộ gân cốt huyết mạch của hắn cũng đều chiếu ra hào quang màu đỏ luân hồi điện chủ và ma chủ đều có cảm ứng xoay người nhìn thoáng qua hàn lập trong lòng đều kinh ngạc một hồi trường thiên bình đã từng được luân hồi điện chủ giữ trong tay một thời gian dài y đã từng dùng bảo vật này ứng chiến qua vô số trận chẳng qua là chưa bao giờ cảm nhận được loại khí tức này trên bình nhỏ hàn lập ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trở thành biến số cổ hoặc kim giờ phút này cũng phát hiện dị thường quát lớn một tiếng chưa dứt lời hai tay gã đã kết ấn trước người đồng thời đánh xuống phía hàn lập tiếp theo trong nháy mắt toàn bộ vòng xoáy hỗn độn chấn động kịch liệt nương theo thanh âm ù ù vang lên ở trung tâm một đạo quang mang dị dạng sáng lên một quang trụ màu trắng trói mắt tưởng chừng như làm cho người ta mù đi từ trong đó phun ra trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn quang cự hải lớn chừng mấy trăm dặm mãnh liệt lao về phía ba người hàn lập những nơi quang mang quét qua đã không còn tình huống không gian xé rách nữa rồi mà là hư không trong phạm vi ngàn vạn dặm bích chôn vùi từng tấc từng tấc một ngoại trừ dư chấn phát ra cùng với quang mang khủng bố này, thì không còn ngoại vật nào có thể tồn tại. Mà thôi, đã đến bước này rồi, cũng không cần để ý nữa. Luân hồi điện chủ thì thào một câu, dẫn đầu vung bàn tay lên. Ở bên trong quang quang màu đỏ sậm đại phóng, lục đạo luân hồi bàn bay tới trước người cách y trăm trượng, đường vân mặt ngoài đồng thời sáng lên cũng nhanh chóng phóng lớn. Ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, chỉ một thoáng, lục đạo luân hồi bàn tựa như một vách tường chống trời, chắn phía trước ba người ầm một tiếng vang thật lớn, lục đạo luân hồi bàn khổng lồ chấn động mãi, quang mang phía trên lục giác chấp liên tục, xoay tròn cực nhanh ở trong hư không. Lực lượng nhìn như vô cùng rồi rào kia, đúng là bị luân hồi bàn cứng rắn cản lại, chỉ là những quang mang không bị ngăn trở, lại đang bay vụt về hư không phía xa hơn, toàn bộ trung thổ tiên vực sau một kích này, triệt để mai một. Hàn lập nhìn như không thấy hết thảy, lúc này, hắn đang toàn lực vận chuyển công pháp đại ngũ hành nguyễn thế quyết, một thân lực lượng thời gian pháp tắc ngưng kết thành ngàn vạn tia sáng, liên kết cùng tiểu bình trong lòng bàn tay mình, tâm thần của hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào trong bình. Đây là lần đầu tiên, hắn chân chính đi vào không gian bên trong tiểu bình. Trong tiểu bình, tựa hồ có một khu vực vô cùng rộng lớn, hàn lập tiến vào bên trong, tựa như hóa làm hạt giới tử, một hạt bụi ti ti, nhỏ bé tới cực điểm. Hàn lập ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ mảng hắc ám lớn bên ngoài, thì cũng chỉ thấy từng quang đoàn với màu sắc khác nhau, to như đám mây cũng có, mà nhỏ như đống lửa cũng có. Phía trên mỗi quang đoàn này đều ba động ra khí thức pháp tắc khác nhau. chương 1385, Đại đạo quy nhất. Ba ngàn đại đạo, vậy mà đều ở trong trường thiên bình này. Thần niệm hàn lập khẽ động, ý niệm hóa thành hạt bụi nhỏ, ngao du trong thế giới bình nhỏ này. Lúc này, hắn mới phát hiện các loại trùm sáng chung quanh cũng không phải đều đứng im bất động, mà lưu động theo quỹ tích của mình, ung dung xoay tròn. Mà loại trạng thái tự vận hành này, chính là thiên đạo luân hồi cương thường. Sau một phen bay lượn, trong lòng Hàn Lập có chút lo lắng, ba ngàn đại đạo này, mình làm sao có thể luyện hóa. Đang cân nhắc, Hàn Lập bỗng nhiên sinh cảm ứng, phát giác đang có từng đoàn từng đoàn các loại quang mang chấp động theo một loại quy luật đặc biệt, tựa hồ đang chào hỏi mình. Hắn một đường tiến lên, phát hiện có ít chùm sáng ra mắt đại đạo của mình, phân biệt là các loại ngũ hành pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ và lôi điện pháp tác. Càng đi tới trung tâm không gian bình nhỏ, số lượng chùm sáng pháp tác lại càng ít tương ứng theo đó, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó càng thêm nồng đậm. Thẳng đến nơi trung tâm nhất, Hàn Lập thấy được một đám mây hỗn độn to lớn. Ở bốn phía, còn lơ lửng ba đám trùm sáng hình thể lớn nhất, theo thứ tự là vàng, bạc và đỏ sậm. Trong đám mây hỗn độn phát tán ra khí thức pháp tắc, không khác chút nào với vòng xoáy hỗn độn phía ngoài, chính là hỗn độn pháp tắc. Mà trùm sáng ba màu kia theo thứ tự là thời gian, không gian và luân hồi pháp tắc. Trong đó thời gian pháp tắc thân cận nhất với Hàn Lập, hắn vừa mới tới gần, liền có từng tia từng sợi thời gian pháp tắc chi lực từ đó tách rời ra, tràn vào trong thần niệm của hắn. Thầm niệm hàn lập biến thành giới tử liền cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, xoay chuyển ánh mắt, lúc nhìn về bốn phía, cảnh tượng trong mắt lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy dọc trong hỗn độn pháp tắc kia có thiên ti vạn lũ sợi tơ mơ hồ, làm tất cả trùng sáng đại đạo liên kết với nhau, hợp thành một tấm lưới to lớn vô cùng. Hàn lập và thời gian pháp tắc tương liên, tựa hồ đã trở thành một phần tử trong mạng lưới này quang mang quanh thân càng ngày càng sáng. Giờ khắc này ở ngoại giới, trong vòng xoáy luôn hồi bay ra quang mang càng ngày càng thịt, ép lục đạo luân hồi bàn không ngừng lùi lại. Mà theo những quang mang xuyên vào trên đó càng tụ càng nhiều, khiến cho toàn bộ luân hồi bàn cũng biến thành càng ngày càng sáng, tựa hồ cũng vô pháp tiếp nhận lực lượng trong hỗn độn pháp tắc này dựng dục ra. Thạch đạo hiếu, phải xem ngươi rồi. Hai tay luân hồi điện chủ ra sức thúc dục luân hồi bàn, cắn răng nói. Ma chủ bên kia đã sớm tay bấm pháp quyết, chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc này, hai tay luân hồi điện chủ bỗng nhiên biến đổi pháp quyết, trung tâm lục đạo luân hồi bàn bỗng nhiên lóe lên quang mang, mở ra một đạo trống rỗng. Hỗn độn quang trụ đầy tràn cả luân hồi bàn kia, trong nháy mắt ngưng tụ tại một chỗ, xuyên suốt xuống dưới. Cột sáng trải qua luân hồi bàn ngưng tụ, chẳng những quang mang càng thêm ngưng thực, uy lực tựa hồ cũng càng thịnh một bậc. Ma chủ thấy thế, phi thân bay thẳng tới cột sáng kia, trước khi chính diện chạm vào nhau, hai tay bỗng dưng mở ra trong hư không trước người y lập tức có từng vòng từng vòng ngân quang phỉ văn không gian mãnh liệt bay ra, hóa thành một cánh cửa không gian vô cùng to lớn, trực tiếp thu nạp hỗn độn quang trụ đánh tới kia vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không bên cạnh cổ hoặc kim cũng lập tức hiện ra một cánh cửa không gian khác, bên trong tăng vọt quang mang, một cột sáng màu trắng ngưng thực hơn xa trước đó bắn ra, đánh thẳng vào trên người y. Ha ha, ha ha, thân ảnh cổ hoặc kim bị bạch quang lóa mắt bao phủ, không cách nào thấy rõ, ở trong lại có trận trận tiếng cuồng tiếu vang lên. "Không ổn, hắn đang lợi dụng công kích của chúng ta, ra tốc thu nạp hỗn độn pháp tắc, một khi để hỗn độn pháp tắc của hắn viên mãn, trở thành hỗn độn đạo tổ, khi đó sẽ triệt để điều khiển vòng xoáy hỗn độn này, đến lúc đó sẽ không cách nào thắng được hắn." Luân hồi điện chủ nhướng mày, lập tức phát giác không ổn. Nói xong, gã lập tức điều khiển lục đạo luân hồi bàn, lần nữa cưỡng ép chống lại hỗn độn quang trụ đấu đá. Ma chủ bước ra rút về, ánh mắt thoáng nhìn Hàn Lập trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hai tay y lập tức biến đổi pháp quyết, hóa ra một tầng không gian kết giới, ngăn cách Hàn Lập đang khoanh chân treo trên bầu trời ra, để tránh khí tức trên thân hắn phát tiết ra ngoài, bị cổ hoặc kim phát hiện mánh khóe. Cùng lúc đó, trong không gian của bình nhỏ, thần niệm Hàn Lập đã hóa thành một đoàn bạch quang to lớn, ở trong cửa hồ vẫn còn thanh âm Hàn Lập, nhẹ giọng nói nhỏ. Thiên đạo bắt đầu, liền sinh căn nguyên vạn pháp, ba ngàn đại đạo, cho tới bây giờ đều không phải cô lập mà tồn. Cô dương bất sinh, cô âm bất trường, thiên địa vạn vật vạn pháp đều hỗ trợ lẫn nhau, đây mới là thiên đạo. Trong một cái chớp mắt, trong toàn bộ không gian của bình nhỏ, các loại quang mang đồng thời dâng lên, ở giữa không trung quay cuồng không ngớt, tất cả chùm sáng pháp tắc bắt đầu tụ tập tới trung tâm. Đầu tiên là chẳng chịt 3.000 pháp tắc, căn cứ thuộc về ngũ hành, tự mình trở về bản nguyên pháp tắc, tiếp theo ngũ đại bản nguyên pháp tắc đoàn tụ về hướng tam đại trí tôn pháp tắc, rốt cuộc tất cả pháp tắc hợp lại làm một, dung nhập vào trong đoàn hỗn độn pháp tắc kia. Trong toàn bộ không gian bình nhỏ, một tiếng sét trầm đục vang lên, đám mây hỗn độn pháp tắc kia chuyển thành màu xanh sẫm, bắt đầu vận chuyển kịch liệt. Cơ hồ cùng một thời gian, Hàn Lập bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng thẳng lên. Trên thân hắn nhộn nhạo lên một trận gợn sóng rất nhỏ, đánh cho kết giới do ma chủ bày ra thành mảnh vỡ. Trong đôi mắt của hắn chiếu ra ngũ thải hào quang, hai tay giơ cao kình thiên. Trường Thiên Bình liền từ trong lòng bàn tay bay lượn lên, treo trên không trung. Hàn Lập bóp một cái pháp quyết phong cách cổ xưa, trong miệng nhẹ tụng. Đại đạo quy nhất, thu nhiếp vạn vật, tiếp theo một cái chớp mắt, trên bình nhỏ chớp liên tiếp dị quang, các đường vân khác trên đó nhao nhao sáng lên, chỗ miệng bình lấp lóe lục quang, từng đoàn từng đoàn vân khí màu xanh sấm tuôn trào ra, trên miệng bình nhỏ tạo thành một vòng xoáy màu xanh sấm rộng mấy chục vạn dặm. Trong vòng xoáy, khói mây cuồn cuộn, bên trong phảng phất chớp động lôi điện, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh. Đây là, ma chủ thấy thế, thần sắc khẽ biến, chuyển cơ tới rồi, trong mắt luân hồi điện chủ lóe lên vẻ vui mừng, cười to nói. ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, ở trong vòng xoáy màu xanh sấm kia bỗng nhiên điện quang chấp liên tiếp, từng đạo lôi điện trường tiên to lớn vô cùng từ đó kéo dài ra, đánh về bốn phương tám hướng, dẫn tới hư không bốn phía vỡ vụn thành từng mảnh. Mảng vòng xoáy hỗn độn ở phía xa có diện tích to lớn không biết bao nhiêu lần kia, tựa hồ cảm ứng lẫn nhau, trung tâm chấp liên tiếp quang mang, tốc độ khuếch trương trong nháy mắt tăng tốc gấp 10 lần. Ánh mắt cổ hoặc kim rơi vào trong vòng xoáy màu xanh sẫm, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Bây giờ y và vòng xoáy hỗn độn pháp tác hiển hóa tương liên, cảm giác lực với thiên địa đã sớm hoàn toàn khác với bình thường, giờ phút này tự nhiên có thể phát giác được vòng xoáy màu xanh sẫm kia không tầm thường. Chỉ thấy hai tay y chắp trước ngực, bỗng nhiên làm ra tư thế hai tay nắm hư không, đột nhiên chém một cái về phía trước trong hư không bóng có một đạo kình phong cuốn lên trong vòng xoáy hỗn độn kia lập tức có vạn đạo hỗn độn quang trụ ngừng tụ thành từng đạo quang nhận to lớn núi liền trời đất chém xuống phía vòng xoáy màu xanh sấm kia đến hay lắm hàn lập thấy thế gầm thét một tiếng hai tay của hắn mạnh mẽ kình thiên trong lòng bàn tay liền có vô số hào quang màu vàng bắn ra rơi vào trên bình nhỏ vòng xoáy màu xanh sấm ngay miệng bình lập tức tăng vọt quang mang như hóa thành một con thôn thiên cử thú chủ động nghinh đón vạn đạo quang nhận kia cả hai va chạm vào nhau, không có tiếng oanh minh rung trời như dự đoán, cũng không có sóng chấn động mãnh liệt nào. Những quang nhận kia rơi vào trong vòng xoáy, tựa như áp trên đậu hũ, không chút trở ngại chìm xuống dưới. Chẳng qua khi nó chém xuống một nửa, vòng xoáy màu xanh sẫm bắt đầu cực tốc xoay tròn. Những quang nhận kia bị một cỗ lực đạo to lớn vặn một cái, lập tức như cỏ dây thường quấn cùng một chỗ, hóa thành một cầu nối thẳng tắp liên thông hai vòng xoáy. Cây cầy này vừa mới dựng lên, hai vòng xoáy khổng lồ tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, ở trong hai bên đều cuồn cuộn tiếng sấm không thôi. Ở trong vòng xoáy hỗn độn có từng đạo hỗn độn vân khí, thuận theo cột sáng kia xoay quanh xuống. Lúc đối đầu, trong vòng xoáy màu xanh sấm có từng sợi nồng vụ màu xanh lá bốc lên, như từng đầu bích ngọc thương long xoay quanh lên. Hai cỗ vân khí va chạm vào nhau, tự mình hóa thành mây khói lượn lờ quấn lấy nhau, trong lúc nhất thời khó phân ra được. Nhưng mà rất nhanh, trong vòng xoáy hỗn độn phía trên bỗng nhiên thanh thế đại phóng, truyền đến trận trận tiếng vang cực lớn giống như sóng thủy triều, tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh, quấy cho vùng thiên địa này phá toái hỗn loạn tương bừng. Vòng xoáy màu xanh sấm có diện tích chênh lệch cách xa, lực lượng tựa hồ yếu đi rất nhiều, bị quấy một màn như thế, mây mù màu xanh sấm không ngừng bốc lên cuồn cuộn, nhao nhao tuôn vào trong vòng xoáy hỗn độn. Không tốt, vòng xoáy hỗn độn đã thôn phệ cơ hồ toàn bộ thiên địa linh khí trung thổ tiên vực, càng không ngừng dẫn dắt linh lực tiên vực khác đến, nó đã trưởng thành lên uy năng trưởng thiên bình tựa hồ có chút không đủ, luân hồi điện chủ liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, lo lắng nói. Còn xin hai vị, giúp ta một chút sức lực, trên bầu trời, hàn lập quát một tiếng lớn, chỉ thấy quanh thân hắn đã triệt để chuyển thành màu vàng đập, một thân thời gian pháp tắc chi lực tuôn trào ra, kéo theo tất cả lực lượng thời gian bốn phía đất trời, không ngừng quán chú vào trong bình nhỏ. Luân hồi điện chủ và ma chủ liếc nhau, hai người đều không do dự, bắt đầu thi triển tất cả thủ đoạn, đưa lực lượng pháp tắc của mình cùng nhau tụ hợp vào trong trường thiên bình. Trong vùng thiên địa minh mông này, chỉ còn lại có một ít mảnh vỡ tiên vực, như là thất lạc giới vực tản mạn khắp nơi trong hư không, ba đạo quang trụ khổng lồ một vàng một đỏ một bạc từ trên thân ba người hàn lập sáng lên, thành tam tài chi thế hội tụ một chỗ. Trường thiên bình dưới tam đại trí tôn pháp tắc chi lực hội tụ này, kịch liệt chấn động lên, trên đó không ngừng chấp động phù quang. Thân bình bắt đầu cực tốc phồng lớn, cuối cùng hóa thành một bảo bình màu xanh sẫm to cỡ bảo tháp chỗ miệng bình lập lề quang mang các loại lực lượng pháp tác biến thành chùm sáng bắn ra được một cái bóng mơ hồ dẫn dắt bay về phía trên bầu trời bình linh tiền bối hàn lập nhìn thấy bóng người kia thì thào kêu lên hắn vừa dứt lời liền thấy dưới bình linh dẫn đạo tất cả lực lượng pháp tác hình thành chùm sáng bắt đầu kết thúc công việc tương liên dung hợp vào nhau cho đến khi tản mát ra thất thải hào quang hóa thành một giải lụa màu lộng lẫy trên giải lụa màu kia một cỗ khí thức kỳ lạ trước đó chưa từng có nhưng lại có vài phần quen thuộc tràn ngập ra. chương 1386, thắng bại một đường. Hàn Lập nhận ra cỗ khí thức tràn ngập quen thuộc nhưng đầy mâu thuẫn này, trong lòng nhanh chóng hiểu rõ. Đó chính là khí thức của thiên đạo, quang minh chính đại nhưng lại lạnh nhạt nghiêm khắc, đối với vạn vật sinh linh trên thế gian không có một chút thương cảm. Chỉ thấy giải lụa bảy màu dưới sự dẫn dắt của bình linh bay vút vào hư không, giống như một đầu thất thải du long bay lượn trong biển mây, sau đó lao vào bên trong vòng xoáy hỗn độn. Cổ hoặc kim nhìn động tác của mấy người hàn lập, nhưng cũng không xuất thủ ngăn cản. Cũng không phải do cổ hoặc kim quá mức tự phụ, mà vì hiện giờ hai đạo vòng xoáy đang ở thời khắc giao phong kịch liệt. Nên y phải toàn lực điều khiển đại trận mới được, nhưng điều quan trọng nhất là, y cần phải nhanh chóng hấp thu hỗn độn pháp tác tràn ngập trong thiên địa, chỉ cần thành công tiến dai lên hỗn độn đạo tổ. Đến lúc đó y chính là hóa thân của hỗn độn chi lực, thiên địa pháp tác đều sẽ bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, chân chính trở thành sáng thế chi thần đến lúc đó, sẽ không có bất kỳ ai và bất kỳ lực lượng nào có thể đánh bại y. Mấy người Hàn Lập sẽ biến thành tế phẩm tốt nhất khi thế giới kia được sáng lập xong. Các người cũng quá coi thường hỗn độn chi lực rồi. Chỉ là trường thiên bình đã muốn lật bàn, đúng là người si nói mộng. Cổ hoặc kim cười lạnh, mở miệng châm chọc nói. Nói xong, hai tay cổ hoặc kim giơ lên cao, tay áo tung bay. Vòng xoáy hỗn độn trên đỉnh đầu lập tức cuồng quyển, từng luồng xương mù màu xanh sẫm đậm đặc bị hấp thu với tốc độ gấp trăm lần trước đó vòng xoáy hỗn độn sau một trận vặn vẹo biến thành một tấm mặt người to lớn mơ hồ luân hồi điện chủ thấy khuôn mặt này hiện ra lông mày nhíu chặt lớn tiếng quát cổ hoặc kim đang hợp đạo mặt người kia nếu thành thì mọi việc coi như xong ma chủ nghe vậy không tiếp tục giữ lại sức lực quanh người tuôn ra ma khí thân hình nhanh chóng lớn lên trên đỉnh đầu cũng mọc ra hai chiếc sừng cong cực lớn khuôn mặt vốn tuấn lãng đã không còn trực tiếp hóa thành ma vật to lớn cao vạn trượng y bước ra một bước hư không dưới chân kịch liệt chấn động hiện ra từng vòng gợn sóng màu bạc vô cùng to lớn. Một cỗ sao động này dưới chân lan tỏa ra kéo dài đến bên ngoài mấy chục triệu dặm mới dần dần biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ chân tiên giới đều cảm ứng được, tất cả không gian cũng kịch liệt chấn động, giống như đang nghênh đón đạo tổ trưởng quản pháp tác này được sinh ra. Trận chiến này, mà chủ tại tiếp bước hàn lập, tử thủ đại la đỉnh phong vô tận năm tháng, rốt cuộc bước ra một bước, thành tựu đạo tổ. Trên thực tế, y giống như luân hồi điện chủ, đã sớm đạt tất cả yếu tố để trở thành đạo tổ. Nhưng một phương diện là sở cổ hoặc kim kiêng kỵ, một phương diện khác là lo lắng thiên đạo ăn mòn, mới một mực phong bế bản thân, không bước ra một bước kia. Đến giờ phút này, y không còn gì để lo lắng. Thành hay không thành đạo tổ, đối với thiên địa pháp tác đại đạo và thiên đạo vận chuyển cảm thụ, cơ hồ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trong mắt ma chủ lóe lên vẻ điên cuồng, hai tay giơ cao, vỗ một cái. Hư không ngoài thân cổ hoặc kim vặn vẹo, một cỗ không gian cự lực trong nháy mắt đè ép quanh người y ý đồ cắt đứt triệt để liên hệ giữa y và vòng xoáy hỗn độn chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến thân thể cổ hoặc kim trong nháy mắt bạo liệt hóa thành một mảnh khói bụi màu xám nhưng ngay lập tức lại có một đảo ánh sáng xám chấp động ở giữa làm thân hình y ngưng tụ một lần nữa ta đã hợp đạo hơn phân nửa tất cả cố gắng của các ngươi đều chỉ phí công cổ hoặc kim cười to nói lúc này hàn lập một mực nhắm mắt thôi động trường thiên bình bỗng nhiên mở hai mắt ra khóe miệng cười một cái hỏi phí công ta thấy chưa hẳn vừa dứt lời trong vòng xoáy hỗn độn vô cùng to lớn kia hào quang bảy màu trói mắt xuất hiện hóa thành một đầu thất thải du long khổng lồ dài chừng mấy ngàn vạn trượng quấy lên trong vòng xoáy trên đầu rồng còn đứng một thân ảnh mơ hồ khoanh tay bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay chính là bình linh chỉ thấy sau khi du long xông thẳng lên trời cao bỗng thay đổi phương hướng từ chính giữa vòng xoáy hỗn độn lao xuống thẳng đến vòng xoáy màu xanh sẫm phía dưới. Du Long vừa vào vòng xoáy màu xanh sẫm, thân hình bắt đầu cực tốc thu nhỏ, thẳng đến miệng Trường Thiên Bình. Dưới sự điều khiển, vòng xoáy hỗn độn biến thành một cái phễu vô cùng to lớn, cuồn cuộn hỗn độn vân khí nhanh chóng rút xuống, tràn vào vòng xoáy màu xanh sẫm, chảy vào trong Trường Thiên Bình. "Không, không, không có khả năng." Mặt cổ Hoặc Kim hiện ra vẻ không thể tin được, hét lớn. Hai tay của y kết pháp quyết liên tục nhưng căn bản không cách nào ngăn cản vòng xoáy hỗn độn bị bình nhỏ thu nạp, ngược lại bản thân bị vòng xoáy liên lụy, bị kéo về phía chỗ miệng bình. Trong cơn nổi giận, một tay y chém ngang xuống, một đạo hỗn độn quang mang ngưng tụ thành quang nhận to lớn chém ra, mới tách mình ra khỏi vòng xoáy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng xoáy hỗn độn bị hút vào trong bình nhỏ. Bình nhỏ sau khi hút vào vòng xoáy hỗn độn, trong bình bắt đầu lóe ra các loại hào quang, chiếu rọi toàn bộ mọi ngóc ngách tiểu bình xuyên thấu qua thân bình thậm chí có thể nhìn thấy bên trong chiếm cứ một vòng xoáy màu xám đang cấp tốc xoay tròn đồng thời trưởng thiên bình cũng không khôi phục nguyên hình vẫn duy trì bộ dáng to lớn lay động bốn phía chấn động không ngừng bình linh tiền bối bình nhỏ này hàn lập thấy thế lông mày nhíu lại dùng tiếng lòng dò hỏi lúc này không có thời gian giải thích với ngươi ta phải trợ giúp trưởng thiên bình chấn áp hỗn độn chi lực này thanh âm bình linh truyền đến ngữ khí thập phần nôn nóng hàn lập không dám hỏi nhiều lúc trước hắn thử luyện hóa trường thiên bình cuối cùng cũng không thể thành công bất quá điều này cũng chẳng thể trách hắn lực lượng trong trường thiên bình gần tiếp cận thiên đạo không có cảnh giới đủ cao hoặc lực lượng đủ mạnh là có thể luyện hóa biến số biến số đúng là biến số đúng là lúc trước ta nên giết ngươi thân hình cổ hoặc kim bao phủ trong một mảnh vũ khí hỗn độn cắn răng nghiến lợi hét lớn lúc này y đã không còn điềm đạm tự nhiên như lúc đầu sát ý cả người y lạnh thấu xương cơ hồ biến thành thực chất, ngay cả hỗn độn chi lực cũng không thể che giấu được. Nếu muốn giết ta, người cứ thử xem. Hàn lập nghe vậy, hai tay chắp sau lưng, vừa cười vừa nói. Không nên khinh thường, tên này bây giờ cách hỗn độn đạo tổ chỉ một bước nhỏ. Pháp tắc hắn không bị thiên đạo ảnh hưởng, có thể toàn lực thi triển, hai người các ngươi lại phải đề phòng thiên đạo thôn phệ. Luân hồi điện chủ truyền âm nhắc nhở, tiếng nói của gã vừa dứt, hư không phía trước bỗng sụp đổ xuống dưới cả người cổ hoặc kim tựa như dung nhập trong một mảnh xương mù xám tràn ngập bốn phía miệng bình hỗn độn như vô số xúc tu không ngừng khuếch tán ra từ phía hết thảy hư không có thể chạm tới đều bị nó nuốt vào đây là có chuyện gì ma chủ kinh ngạc hỏi không có vòng xoáy hỗn độn cung cấp lực lượng pháp tắc cổ hoặc kim lâm vào trạng thái bùng nổ lại không ngừng hấp thụ lực lượng từ bốn phía thiên địa vùng hư không này chỉ sợ sẽ muốn bị hắn thôn vệ vào luân hồi điện chủ nói ra thạch đạo hữu trước phong tỏa mảnh không gian này, tận lực cách trở hắn thu hoạch càng nhiều lực lượng. Hàn lập cao giọng hô, ma chủ nghe vậy, không do dự, lập tức toàn lực thôi động lực lượng pháp tắc. Quang mang màu bạc sau lưng y cuồng quyển hóa thành hai cánh chim ngân quang to lớn vô cùng, khuếch trương ra hai bên hư không, bất quá mười mấy hơi thở sau, đã bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm vào trong. Chờ đến lúc hai cánh chim một lần nữa khép lại, mảnh khu vực này đã ngăn cách ra hư không. Nếu muốn ta triệt để phong bế khu vực này, thì phải toàn thân đầu nhập vào trong đó chuyện chiến đấu không thể để ý tới ma chủ nói thạch đạo hữu một mực phong bế không gian đi chuyện chiến đấu giao cho chúng ta hàn lập nói luân hồi điện chủ nghe vậy gật đầu nhẹ được ma chủ quát một tiếng ngân quang trên thân bỗng nhiên sáng lên cả người bắt đầu trở nên mơ hồ thân ảnh dần dần hư hóa từng chút từng chút dung nhập vào tầng không gian kết giới ngân cách thiên địa kia bốn phía đông tây nam bắc tầng màn sáng kia phân biệt hiện ra từng pho tượng hình người thình lình đều là hình dạng ma chủ. Trên dưới hai đầu kết giới, tự phân mình hiện ra một đảo ngân quang phù trận to lớn vô cùng, ở trong hư không mơ hồ có thể thấy được từng cây quang vũ màu bạc lơ lửng ở giữa. Mỗi một cây quang vũ màu bạc này đều ẩn chứa chân ý không gian pháp tắc, nhìn giống như lông hồng, kỳ thực nặng ngàn cân. Chỉ thấy tất cả đều trôi nổi trên hư không, như hoa tuyết rơi vào ngoài thân cổ hoặc kim. Sương mù dù là hỗn độn pháp tắc chi lực hình thành, cũng bị quang vũ màu bạc này áp bách đến băng liệt từng khúc, bại không thành hình. Thân ảnh cổ hoặc kim một lần nữa hiển hiện ra, bộ dáng y cũng đã thay đổi lớn, sớm đã không còn vẻ tiên phong đạo quốc thế ngoại cao nhân như trước nữa, quần áo trên người trần trụi hơn phân nửa, tóc rối tung, hoàn toàn là một bộ dáng tẩu hỏa nhập ma. Mà y vốn bị thiên đạo phản vệ hao tổn hai chân, tựa hồ cũng đã khôi phục. Giờ phút này chân trần đứng thẳng, trong đôi mắt lưu chuyển vòng xoáy hỗn độn, một thân sát ý trùng thiên, hai mắt nhìn chằm chằm hàn lập. Tâm thần Hàn Lập siết chặt, vẫy tay một cái, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm hiển hiện trong lòng bàn tay, được hắn nắm chặt. Luân hồi điện chủ nhìn hắn một cái, lại nhìn cổ Hoặc Kim một chút, thở sâu ra một hơi, hai tay bấm pháp quyết, lục đạo luân hồi bản sau lưng ung dung xoay tròn không thôi. Ngàn năm ân cửu vạn năm oán, tối tâm bồi thường tại hôm nay. Cái này không biết nên gọi là một đôi, hay là hai đôi địch thủ sinh tử, rốt cuộc đến thời khắc quyết chiến. Thắng bại ở đây, tiến lên đi. Tâm niệm luân hồi điện chủ vừa động, thân hình dẫn đầu sông tới. Ánh sáng trên lục đạo luân hồi bàn sau lưng chớp liên tiếp, sáng lên sáu quang trụ luân hồi, bên ngoài quanh thân đồng thời tuôn trào ra, thẳng đến cổ hoặc kim. Thân hình cổ hoặc kim nhảy lên, hỗn độn vũ khí bao phủ trước người, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của y xuyên qua trung tâm sáu đạo quang trụ, đi thẳng tới trước người luân hồi điện chủ. Thật nhanh, trong lòng hàn lập căng thẳng bị không gian pháp tắc của ma chủ áp chế, cổ hoặc kim lại còn có tốc độ như thế, thật khiến người chấn kinh. Chết, cổ hoặc kim quát một tiếng, một trường xẹt qua cổ họng luân hồi điện chủ. Trong mắt luân hồi điện chủ lóe lên dị sắc, quang mang trên thân sớm đã sáng lên, thân hình bỗng dưng hư hóa, muốn tiêu tán tại chỗ. Nhưng trong miệng cổ hoặc kim lại vang lên một tiếng hừ lạnh, ánh sáng xám ngoài thân trong nháy mắt bao phủ lại luân hồi điện chủ. Luân hồi điện chủ vốn thân thể đã hư hóa, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, nơi cổ họng lập tức hiện lên một vòng huyết quang. Xoẹt một tiếng dị hưởng, hai mắt hàn lập run lên, liền thấy toàn bộ cái cổ của luân hồi điện chủ bị trực tiếp cắt đứt, một cái đầu cũng theo đó tách ra, rơi xuống hư không phía dưới. Dừng tay, hàn lập chợt quát một tiếng, cổ hoặc kim không cho hàn lập một chút cơ hội để xuất thủ tương trợ, lập tức một cước tung ra, đá nát cái đầu của luân hồi điện chủ. Sau khi cái đầu kia nổ bể ra, khí tức của luân hồi điện chủ cũng triệt để tiêu tán giữa thiên địa chương 1387, đoạt bình. Hàn Lập thấy vậy, muốn rách cả mí mắt, một tay cầm kiếm, tay kết kiếm quyết, căn bản không cần bố trí kiếm trận, liền chém xuống một kiếm về phía cổ hoặc kim. Chỉ nghe ầm ầm tiếng sấm rền vang bạo hưởng, trên thanh trúc phong vân kiếm đại phóng quang mang, 72 đạo tử kim lôi điện hỗn hợp vạn cỗ kiếm khí ngưng tụ ra kiếm quang, đột nhiên nổ bắn ra, tựa như một đạo tử kim cự long vượt ngang thương khung, lấy thế xét đánh lao thẳng tới cổ hoặc kim. Ầm ầm, trong hư không sen lẫn một mảnh điện quang, 72 đạo lôi điện kiếm long đan vào nhau, trong nháy mắt xoắn cho hư không mấy vạn dặm thành mảnh vỡ, trực tiếp luyện hóa thành một tòa lôi trì kim dịch. Giờ khắc này, vạn vật ảm đạm phai mờ, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có đạo kim quang chói mắt này, phá vỡ toàn bộ chân trời. Thân ảnh cổ hoặc kim bị kim quang bao phủ trong đó, vô số hỗn độn vũ khí trong nháy mắt bị xé nứt ra, biến thành bột mịn, tiêu tán vô hình. Nhưng mà, mặc cho tử kim lôi điện ẩn chứa lôi điện chân ý nhắm đánh ở trên người cổ hoặc kim lại không nhúc nhích chút nào từ trong phạm vi bao phủ của kim dịch lôi trì chậm rãi đi ra bước từng bước tiến về phía hàn lập bước tiến của y không nhanh chỉ mỗi một bước ra bốn bề liền có hỗn độn vũ khí bao phủ lúc xương mù tản ra thân hình cũng đã đến ngoài vạn dặm cho nên y chỉ đi vài bước mà thôi thân hình đã xuất hiện ở bên ngoài lôi trì lúc này hai mắt cổ hoặc kim phảng phất khôi phục bình tĩnh trong đó không còn thấy mảy may vẻ phẫn nộ và sát ý, tựa hồ đã khôi phục bộ dạng thong dong không màng danh lợi ban sơ lúc vừa lộ diện tại Bồ Đề Thịnh Yến. Nhưng Hàn Lập cảm nhận được từ trên người đối phương một cỗ khí thế túc sát quyết tuyệt. Thân là đạo tổ tôn sư, thời gian đạo tổ chấp trưởng thiên đình không biết bao nhiêu vạn năm, giờ phút này đã thật sự nổi giận. Hai tay Hàn Lập cầm kiếm, vung vẩy không ngừng, từng đạo tử kim kiếm long dung hợp 72 đạo tử kim lôi xà, quét đến phía cổ hoặc kim, chiếu cho phương viên mấy vạn dặm quanh cổ hoặc kim thành một mảnh lôi hải lớn mênh mông hơn cả lôi trì trước đây nhưng mà cổ hoặc kim dưới hỗn độn vũ khí bảo vệ không bị ảnh hưởng chút nào trong lôi hải phảng phất đi bộ nhàn nhã trong khoảnh khắc đã đến trước cách hàn lập không đến ngàn dặm ngay lúc cổ hoặc kim nâng tay lên dự định diệt sát hàn lập tiếp theo đoạt lại trường thiên bình bỗng thần sắc y biến đổi bước chân cũng theo đó ngừng lại y hơi nghiêng người nhìn về phía sau chỉ thấy trong hư không vốn nổi lơ lửng tàn thi luân hồi điện chủ vậy mà đã biến mất không thấy, mà tòa lục đạo luân hồi bàn cách đó không xa lại tự chậm rãi xoay tròn. Ngay sau đó, chỉ thấy sáu phù văn trên luân hồi bàn đồng thời sáng lên, trung tâm luân hồi bàn có một đạo quang mang đỏ sậm sáng lên. Ngay sau đó, một bóng người nổi lên, thân hình thon gầy cao lớn, nhưng hai mắt sáng quắc, thình lình chính là luân hồi điện chủ. Thân hình vừa mới xuất hiện, sáu cỗ hào quang màu đỏ sậm từ trong lục đạo luân hồi bàn bắn nhanh ra, ở giữa không trung vặn vẹo sen lẫn thành một lồng da màu đỏ sậm bao phủ thân hình cổ hoặc kim vào trong đó. Người quả nhiên không dễ bị giết như vậy, cổ hoặc kim cũng không quá ngạc nhiên, một tay dương lên, lồng giam màu đỏ sậm này liền ầm vang tán loạn, trong miệng cười khẽ nói. Tiếng nói của y vừa dứt, rất gần bên tai bỗng vang lên thanh âm hàn lập. Người không nên khinh thường như vậy, chỉ thấy thân ảnh hắn trống rỗng xuất hiện bên cạnh cổ hoặc kim, buông thanh trúc phong vân kiếm ra, cả người hóa thành hình tượng thần ma ba đầu sáu tay, sau lưng hiện ra năm kiện cụ tượng thời gian pháp tắc chân ngôn bảo luân, hào quang tinh khiết lóng lánh như lưu ly, phù một chút tràn vào thân thể của hắn. Trên sáu cánh tay to lớn hàn lập tăng vọt kim quang, sáu chiêu đại ngũ hành diệt tuyệt quyền, đồng thời đánh ra. Ầm ầm ầm, bên ngoài thân cổ hoặc kim hiện ra từng đoàn từng đoàn vòng xoáy hỗn độn tự hành, sáu thần quyền đều không ngoại lệ, tất cả đều đập vào trên vòng xoáy. Lực lượng trên nắm tay tựa như châu đất xuống biển, không sai chút nào bị vòng xoáy nuốt vào. Sáu quyền không trúng, như vậy 600 quyền, sáu ngàn quyền, 6 vạn quyền. sáu ngàn vạn quyền, thân hình hàn lập như điện, sáu đầu cánh tay hóa thành tàn ảnh mơ hồ không rõ, một khắc không ngừng đánh lên thân cổ hoặc kim, trong hư không quyền cương khuấy động, tiếng như cổn lôi. Cổ hoặc kim ngay từ đầu còn nhẹ nhàng ứng đối, nhưng theo nắm đấm hàn lập không ngừng đập xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng quyền trước còn chưa tiêu tán, lực lượng quyền sau đã tầng tầng điệp ra tới. Lực lượng mỗi một quyền đủ để phá nguyên một khối đại lục thành mảnh nhỏ, thậm chí đánh cho bầu trời thủng một lỗ. Loại lực lượng kinh khủng này tăng trồng lên, không chỉ số lượng gia tăng, trùng điệp quyền ảnh bao phủ phía dưới, ngoài thân cổ hoặc kim tạo thành một tầng quyền cương kết giới to lớn, gắt gao phong tỏa y ở giữa. Khi ngàn vạn quyền đánh ra, mỗi một quyền hàn lập nện xuống, trên tầng quyền cương kết giới này khối động lên một trận gợn sóng khí kinh, trực tiếp đánh cho bốn bể hư không vỡ ra tầng tầng kẽ nứt. Ngay cả luân hồi điện chủ vừa mới phục sinh cũng bị bước cho liên tục lùi về phía sau, căn bản không thể tiến lên hỗ trợ mà chủ tự thân đại đạo phong tỏa thiên địa, càng cảm thấy một cỗ lực áp bách cường đại không gì sánh được, trong lòng tất nhiên kinh hãi không thôi. Ngay lúc quyền thứ 1672 vạn giáng xuống, nguồn lực lượng kiềm chế tới cực điểm kia rốt cuộc bộc phát ra, một tiếng nổ oanh minh rung trời. Ầm ầm, chỉ thấy trên thân cổ hoặc kim dâng lên một đoàn kiêu dương hừng hực, kim quang trói mắt từ đó xuyên suốt, nở rộ ra bốn phương tám hướng. Luân hồi điện chủ thấy thế, trong lòng căng thẳng, luân hồi bàn sau lưng chuyển động theo, trong nháy mắt tránh xa ngàn vạn dặm. Ma chủ cũng không mảy may do dự, trực tiếp lùi lại không gian kết giới, cũng lách mình xuất hiện bên cạnh luân hồi điện chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên kiêu dương màu vàng nở rộ ra kia phát tán ra quang mang, tựa như thủy triều tuôn ra, che khuất thân ảnh của hai người vào. Bọn họ cảm thấy trong nháy mắt hư không bốn phía khi kim quang lan tràn tới, triệt để vỡ vụn ra. Ngay sau đó, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn từ trung tâm bạo tạc đánh tới, Bốn bề giữa thiên địa mặc kệ còn sót lại thiên địa linh khí hay là hạt bụi nhỏ trôi nổi giữa hư không, tất cả đều bị cuồng dũng hút tới bên kia. Hồi lâu sau, vùng hư không triệt để phá toái kia mới một lần nữa ổn định lại. Luân Hồi Điện chủ dựa vào liên hệ đặc thù với Hàn Lập, đã nhận ra vị trí của hắn, nhìn lại bên kia, chỉ thấy Hàn Lập đang bị một đám kiếm linh đồng tử vây quanh, trên thân cũng vô hại, chỉ là lồng ngực đang phập phồng kịch liệt. Những kiếm linh đồng tử kia mặc dù không nói ra lời, nhưng bay tới bay lui vây quanh Hàn Lập tựa hồ đang kiểm tra xem hắn có bị thụ thương hay không, nhìn thập phần lo lắng. Trên thực tế, vừa rồi Hàn Lập đánh xong hơn 1.600 vạn quyền kia, dù hắn là đạo tổ thì thân thể cũng thoát lực, dựa vào thần thông lôi độn của những kiếm linh đồng tử này, hắn có thể thuận lợi từ trung tâm vụ nổ thoát ra. Ánh mắt Hàn Lập quét qua hư không, thần niệm cũng lập tức trải rộng ra, vẫn không phát hiện tung tích cổ hoặc kim. Sự cảnh giác trong lòng hắn cũng không buông lỏng mảy may. Cổ hoặc kim nếu dễ dàng bị đánh tan như thế, vậy thì không phải là cổ hoặc kim rồi. Nhất là bây giờ cổ hoặc kim đã hỗn hợp hỗn độn pháp tắc, càng là xưa đâu bằng nay. Hắn nhìn lại phía trường thiên bình bên kia, liền thấy bảo bình vốn như cự tháp, giờ phút này đã khôi phục hình dạng lúc đầu, lóe ra lục quang óng ánh, lơ lửng trong hư không. Vừa rồi bạo tạc kinh khủng kia, vậy mà nó lại không chút tổn thương nào, điều này quả thực khiến hàn lập thở dài một hơi. Luân hồi điện chủ và ma chủ liếc nhau một cái, vội bay về phía Hàn Lập. Ha ha, bay đến nửa đường, bọn họ lại nghe trong hư không truyền đến một trận cuồng tiếu. Thân sắc hai người đồng thời biến đổi, ngừng lại, nhìn qua bên kia. Chỉ thấy trong hư không trống rỗng xuất hiện một vòng xoáy màu xám, một bóng người từ đó cất bước đi ra, thình lình chính là cổ hoặc kim. Trên thân y chẳng những không có nửa điểm thương thế, khí tức vậy mà so với trước đó càng cường đại thêm mấy phần. Các người quả nhiên làm ta có chút kinh hỉ nhưng cũng chỉ giới hạn nơi này. Lần này, xem các người còn có mánh khóe gì không. Trong khi cổ hoặc kim nói chuyện, tiện tay đưa ra, hút trường thiên bình cách đó không xa tới trong tay, nhìn ba người hàn lập cười xem thường một tiếng, chậm rãi nói. Nói xong, trong bàn tay y bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, nắm chặt trường thiên bình trong tay, định bóp nát nó. Nhưng mà, bên trong lòng bàn tay y đang sáng lên hào quang màu xám, một đạo quang mang màu xanh sấm cũng từ trên thân bình nhỏ nở rộ ra, hóa thành một tầng màn sáng ngưng thực, chống lại bàn tay cổ hoặc kim. Cổ hoặc kim thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lực đạo trên tay cũng tăng theo. Dừng tay, hàn lập quát lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo kiếm quang sau lưng cổ hoặc kim xuyên xuất ra, đâm vào hậu tâm của y. Cũng không thấy y quay người, sau lưng liền có một đạo hỗn độn quang mang sáng lên, ngăn trở đạo kiếm quang lăng lệ kia. Mắt thấy kiếm quang sẽ bị hỗn độn quang mang nuốt hết biến mất không thấy gì nữa, nhưng trong một cái chớp mắt, bỗng nhiên từ trong hư không trống giống hiển hiện bên người y, trực tiếp đâm về phía bàn tay phải đang nắm bình nhỏ. Nguyên lai like ma chủ đồng thời vận chuyển không gian pháp tắc, chuyển hướng đạo kiếm quang kia đến tay cổ hoặc kim. ầm một tiếng vang trầm nổ tung, cổ tay cổ hoặc kim trực tiếp vỡ nát ra, bình nhỏ nắm trong tay phải cũng theo đó rớt xuống. Lúc này, trong hư không phía dưới nơi bình nhỏ rơi xuống, một đạo ngân quang chợt sáng lên, trống rỗng xuất hiện một dòng xoáy không gian. Mắt thấy bình nhỏ sẽ rơi vào trong đó, trên cổ tay đứt gãy của cổ hoặc kim lại có từng tia từng sợi hỗn độn vũ khí tương liên với bàn tay cụt kéo tay cụt rụt trở về dưới một trận ánh sáng xám lập lòe lần nữa khôi phục nguyên dạng ánh mắt cổ hoặc kim lạnh lùng quét về phía ba người hàn lập tay nắm lấy trường thiên bình không nóng lòng bóp nát nó nữa mà chậm rãi đặt nó lên chính giữa lồng ngực của mình chỉ thấy huyết nhục nơi đó chậm rãi lõm vào bình nhỏ màu xanh sẫm liền khảm vào trong đó bị thôn vệ vào trường thiên tiểu bình có chút rung động đường vân màu xanh sẫm phía ngoài chấp động mấy lần, như muốn giấy ruộng, nhưng ngay sau đó liền có mảng lớn hỗn độn vũ khí lượn lờ tới, nhao nhao chui vào trong bình nhỏ. Đường vân mặt ngoài thân bình trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, giống như đom đóm bị tắt ánh sáng. Ngay sau đó, hào quang màu xám hình đám lửa hừng hực cháy lên trong lồng ngực cổ hoặc kim, bao bọc trường thiên bình vào giữa. chương 1388, đền tội, không ổn, hắn đang muốn luyện hóa trường thiên bình, mau ngăn cản hắn. Thân sắc Hàn Lập biến đổi, vội quát với Luân Hồi Điện chủ và Ma chủ. Hỗn Độn Pháp Tắc Cổ Hoặc Kim đã thành, nhục thân gần như bất tử bất diệt, làm thế nào ngăn hắn? Lông mày Ma chủ nhíu chặt, hỏi: "Ta còn có một phương pháp có thể thử một chút, nếu như không thành, vậy cũng không còn cách nào." Luân Hồi Điện chủ trầm mặc một lát, mở miệng nói. Nói xong, gã lợi dụng tiếng lòng truyền âm cho hai người Hàn Lập, cẩn thận nói biện pháp của mình cho hai người nghe. "Có thể thử một lần, sau khi Ma chủ nghe xong, gật đầu nói thế nhưng hàn lập có chút do dự được hay không được mấu chốt vẫn là ở ngươi chớ do dự ta tin tưởng ngươi sẽ không để ta thất vọng luân hồi điện chủ thấy thế cười cười nói hàn lập nghe vậy nhìn luân hồi điện chủ một chút cũng không nói gì nữa chỉ gật đầu nhẹ chẳng biết tại sao trên mặt luân hồi điện chủ nhiều hơn mấy phần thoải mái ý cười thân hình đột nhiên nhảy lên chủ động nghênh đón cổ hoặc kim cổ hoặc kim lúc trước ngươi cười ta không biết phong quang đạo tổ cảnh hôm nay ta muốn nhìn xem phía trên phong quang này, có không chịu nổi như lời ngươi nói hay không. Đến cách xa nhau hơn trăm vạn dặm, luân hồi điện chủ liền ngừng lại, nhìn bên kia hô lớn. Trước đây ngươi lấy tu vi đại la cảnh, vận dụng lực lượng pháp tác thuộc về đạo tổ cảnh, đã bị thiên đạo dung hợp, bây giờ cho dù có phóng đến một bước này, thì thế nào chứ? Cổ hoặc kim thấy thế, cười lạnh nói, gã vừa dứt lời. Chỉ thấy lục đạo luân hồi bàn lơ lửng sau lưng luân hồi điện chủ bỗng nhiên từ từ xoay tròn, trên đó bắt đầu bay ra từng đạo phù văn luân hồi, rơi vào trên người gã. Theo phù văn rơi vào trên thân gã càng ngày càng nhiều, quang mang đỏ sậm trên người luân hồi điện chủ càng ngày càng thịnh. Thân ảnh gầy gò, ở trong hào quang màu đỏ u tối che đậy, tựa như một tử thần tới từ địa ngục. Thân hình gã trôi nổi lên, giữa hai mắt quay cuồng hồng quang, trên thân tuôn ra từng tia từng sợi tơ luân hồi pháp tắc, cộng hưởng cùng lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn lập tức từ từ xoay tròn, trên đó sáng lên quang mang lục đạo luân hồi, tập trung tụ hợp vào thể nội luân hồi điện chủ. Trong miệng luân hồi điện chủ phát ra một tiếng quát lớn, cả người bao phủ hào quang màu đỏ, như xích diễm bay lên, chỗ rìa chấp động trận trận diễm phong, từ đó chuyển ra ba động luân hồi pháp tác mãnh liệt. Cổ hoặc kim thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, hai tay trước người đẩy tới, một vòng xoáy hỗn độn trong nháy mắt ngưng tụ thành, ở trong có đạo đạo hỗn độn chi lực xé rách, phát ra trận trận tiếng thét, bay cực nhanh về phía luân hồi điện chủ. Mà ngay lúc đó, hai tay luân hồi điện chủ bỗng dơ cao, đẩy trưởng về phía cổ hoặc kim. Ở trong lòng bàn tay gã, một chùm sáng luân hồi lao thẳng tới, chống đỡ vòng xoáy hỗn độn kia, lực lượng đúng là ngang nhau, bắt đầu rằng co giữa không chung. Thạch đạo hiếu, động thủ, hàn lập hét to một tiếng, ma chủ vừa xài bước ra, trong nháy mắt đã đi tới sau lưng cổ hoặc kim, hai tay tả hiếu khép lại, hư không liền phát sinh một trận vặn vẹo, không gian trăm dặm đều bị y dùng đôi đại thủ này áp xúc đè ép tới trung tâm tạch 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 một trận thanh âm ma sát rợn người vang lên không gian bị áp xúc chiết xạ ra đạo đạo ánh sáng óng ánh không gian vốn vô hình lại bị đè ép ra như tinh chất pha lê trói buộc cổ hoặc kim ngay tại chỗ cho dù tam đại trí tôn pháp tắc các người đồng thời tạo áp lực cũng giống vậy không làm gì ta được cổ hoặc kim cười lớn nói bên ngoài quanh thân y bắt đầu có hỗn độn quang mang tràn ra định lần nữa hóa thành vòng xoáy hỗn độn hấp thu công kích ba người hàn lập mơ tưởng ma chủ quát lớn một tiếng các nơi trên thân y nở rộ ngân quang, cả người ba động dập dờn không gian pháp tắc kịch liệt, một vòng xoáy màu đen kịch lập tức hiện lên sau người y, từng chút từng chút ăn mòn hai cánh ma tộc sau lưng y. Nhưng mà, ma chủ tựa hồ hoàn toàn không không để ý tới chuyện này, vẫn toàn lực vận chuyển lực lượng pháp tắc bản thân. Một bên kia, tốc độ xoay tròn của lục đạo luân hồi bàn sau lưng luân hồi điện chủ càng lúc càng nhanh, hình dạng nó cũng đang không ngừng thu nhỏ. Nhưng ngược lại, khí tức trên thân luân hồi điện chủ bắt đầu điên cuồng tăng vọt, chỉ một cái chớp mắt, tầng cửa sổ mỏng manh như giấy cách trở giữa Đại La và đạo tổ kia, rốt cuộc bị xuyên phá. Luân hồi điện chủ trong nháy mắt rốt cuộc đã chân chính bước đến một bước cuối cùng, trở thành Luân hồi đạo tổ. Trong đất trời bốn phía, bỗng nhiên hư không tụ mây, linh khí hóa gió, phong vân giao hội phía dưới, cuồn cuộn luân hồi pháp tắc chi lực từ các nơi tuôn đến, không ngừng tụ hợp vào trong lục đạo luân hồi bàn. Tốc độ xoay tròn luân hồi bàn đã đạt tới một mức độ khó mà tin nổi toàn bộ biến thành một chùm sáng màu đỏ sậm cuồng thiểm không ngừng. Cùng thời khắc đó, thân hình Hàn Lập cũng đã nhảy vào không trung. Trong cơ thể hắn, thiên sát chấn ngục công và chân linh huyết mạch đồng thời vận chuyển tới cực hạn, thân hình tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành một vị thông thiên thần ma mọc lên 12 đầu lâu chân linh, 36 cánh tay. Trên mỗi một cánh tay đều nắm một chuôi thanh trúc phong vân kiếm, ở trên không trung cấp tốc xoay tròn, dẫn tới thiên địa hỗn loạn, hóa thành một vòi rồng màu vàng to lớn vô cùng mà năm kiện cụ tượng thời gian pháp tắc chân ngôn bảo luân hóa thành minh nguyệt ngôi sao núi non sông ngòi vần quanh bên ngoài vòng xoáy giữa chúng bị đạo đạo lôi điện màu vàng kết nối tựa như liền thành một khối trong vòi rồng màu vàng vạn cô kiếm khí răng khắp nơi một tòa thông thiên kiếm trận do kiếm khí bố trí ra nổi lên từ đó chuyển ra trận trận lôi minh chấn thiên tản mát ra uy thế khủng bố không đè ép nổi cổ hoặc kim nhìn thấy một màn trước mắt trong lòng không khỏi run lên lập tức trong thần xác hiện lên một vẻ điên cuồng lớn tiếng gầm thét muốn cá chết lưới rách, ta liền thành toàn cho các ngươi. Nói xong, hai tay của y dáng chống đỡ không gian trói buộc do ma chủ toàn lực áp chế, trước ngực có một đạo hỗn độn quang mang xuyên suốt ra, trong nháy mắt liền chế trụ vòng xoáy hỗn độn cùng trùng sáng luân hồi đang rằng co không xong kia. Hỗn độn quang mang như thủy triều trào lên, thế không thể đỡ, ép cho trùng sáng luân hồi quay về. Luân hồi điện chủ chợt quát một tiếng, lục đạo luân hồi bàn sau lưng vốn càng lúc càng nhỏ bỗng biến thành trùng sáng triệt để tiêu tán, hóa thành một đoàn năng lượng đỏ sậm thuần túy, tràn vào trong cơ thể gã, khiến cho thân hình vốn thon gầy và gương mặt lõm xuống lập tức phồng lên. Giờ phút này, cả người gã nhìn phảng phất lại về bộ dáng trước đây, chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo uy thế càng kinh người hơn, phảng phất có thể quấy thiên địa luân hồi, khống chế sinh tử. Cổ hoặc kim, người siêu thoát không được luân hồi, cũng vĩnh viễn không thể nào trở về luân hồi, ha ha. Luân hồi điện chủ cười gần nói, tiếng cười của gã quanh quẩn trong thiên địa, thân hình lại phi tốc thon gầy xuống cho đến khi cả người dần dần tiêu tán cuối cùng như lục đạo luân hồi bàn kia hóa thành một đoàn lực lượng luân hồi tinh thuần vọt thẳng phá hỗn độn quang mang cách trở lóe lên trực tiếp đánh vào thể nội cổ hoặc kim hết thảy nói rất dài dòng kỳ thực phát sinh trong trước mắt cổ hoặc kim cả kinh hiển nhiên không ngờ tới một màn trước mắt này muốn ngăn cản nhưng đã không kịp trong một cái trước mắt thiên địa luân hồi giống như lâm vào đứng im vạn giới sinh linh trong khoảnh khắc đó mặc kệ là người vội vàng thoát thân hay là người thản nhiên đợi chết, hoặc là người chưa bị thiên đạo sụp đổ ảnh hưởng, tất cả đều xuất hiện một tia hoàng hốt. Cảm giác kia, tựa như thần hồn của bọn họ trong nháy mắt xuất khiếu ly thể, đều thấy được một vòng hồng quang tà dương như máu. Sau một cái chớp mắt, luân hồi quay về, tất cả mọi người lại khôi phục như thường, ngoại trừ một người. Thần hồn cổ hoặc kim, vẫn như cũ bay ở bên ngoài, rời hỗn độn chi khu của mình. Giờ khắc này, rốt cuộc y ý, ý thức được, ba người này muốn làm cái gì, trên khuôn mặt thần hồn xuất hiện vẻ hoảng sợ hai tay y ở trong hư không bối rối kéo một cái muốn một lần nữa trở về thân thể nhưng một trận hào quang màu vàng đã cuốn tới trước một bước chỉ thấy hàn lập biến thành vòi rồng màu vàng bên ngoài tất cả minh nguyệt ngôi sao và núi non sông ngòi đều đã dung nhập vào trong vòi rồng hóa thành một mũi kiếm to lớn quấn quanh ma khí màu đen lấy một cỗ uy thế không thể nào nói rõ giữa trời chém xuống trên mũi kiếm thời gian pháp tắc chi lực khuấy động dẫn đầu giống như thủy triều đánh tới hào quang màu vàng trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ hư không. Những nơi đi qua thời gian đông kết, hư không bị đứng im hoàn toàn. Chỉ có một kiếm vĩnh hằng lấy thiên sát chấn ngục công thôi phát, dùng thông thiên kiếm trận dung nhập đại ngũ hành diệt tuyệt quyền chi lực. Chỗ vùng kiếm chém ra kia, hư không không ngừng phá toái, rơi ở trên người cổ hoặc kim. Giờ khắc này, không có tiếng oanh minh rung trời, không có hư không chấn động, chỉ có quang mang u ám hoàn toàn bao phủ. Hư không một mảnh tịch diệt, im lặng phá toái, mở ra một đạo vết rách to lớn vắt ngang toàn bộ trung thổ tiên vực. Thần tình trên mặt thần hồn cổ hoặc kim ngưng kết, vỡ vụn ra, tiếp theo hỗn độn chi lực ngưng tụ thân thể, cũng bắt đầu một tấc một tấc chôn vùi. Toàn bộ thế giới phảng phất mất màu sắc, cũng mất cả âm thanh. Hình ảnh như vậy dừng lại sau mấy chục giây, mới có một đoàn quang mang màu xanh sẫm bỗng nhiên từ trung tâm hỗn độn chi khu bắn ra, treo giữa hư không, một sáng một tối lóe ra quang mang. Rầm rầm rầm, theo sát phía sau, bắt đầu có liên tiếp tiếng nổ thật to không ngừng chuyển đến kéo dài không thôi chỗ kiếm quang rơi cổ hoặc kim đã biến thành bột mịn mà ngay chỗ kiếm quang thân ảnh hàn lập một lần nữa hiển hiện ra hắn đã khôi phục thân hình vốn có chỉ là sắc mặt cả người tái nhợt như tuyết trong thất khiếu đều có một sợi kim tuyến chậm rãi chảy ra như con run uốn lượn đầu vai bên trái còn bốc lên từng tia từng sợi hơi khói màu đen đợi hơi khói màu đen kia tán đi có thể thấy dưới vai trái của hắn đã không còn vật gì nữa cả một đầu cánh tay đã bị thiên đạo ăn mòn biến mất không thấy hắn nâng cánh tay phải còn sót lại xoa xoa mặt mũi tràn đầy huyết dịch màu vàng toàn thân run rẩy không ngừng bên cạnh hắn một đạo quang môn màu bạc sáng lên thân hình nam cung uyển từ đó lóe lên xuất hiện thấy cảnh tượng phá toái trong hư không phía trước nhất là vết rách to lớn ngang qua màn trời kia trong lòng khiếp sợ không thôi phu quân nam cung uyển sau khi tính hồn lại vội nâng hàn lập lên khẽ gọi một tiếng trên mặt Hàn Lập không có vẻ gì vui sướng, chỉ chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói. Cổ hoặc kim, đã bị chúng ta giết, chương 1389, tiễn người đi. Thật sao, vậy thì tốt quá, Nam Cung Uyển vốn là vui mừng, nhưng ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, cha xét một vòng ở trong hư không, hơi trần chờ hỏi. Vậy còn gã, để diệt sát cổ hoặc kim, gã đã toàn lực vận chuyển luân hồi pháp tắc, bức thần hồn cổ hoặc kim ra, hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo hàn lập khẽ thở dài một tiếng nói ra nam cung uyển nghe vậy ánh mắt khẽ run lên trong hốc mắt cũng có chút ướt át chỉ thấy nàng điểm vào mi tâm của mình ngay sau đó kéo ra ngoài một cái một đạo hư quang bóng người lập tức tách rời ra ánh mắt hàn lập đảo qua dễ dàng nhận ra được đó chính là một điểm tàn hồn cam như xương còn sót lại hư ảnh được huyễn hóa ra kia mười phần yếu ớt như ma chơi phiêu diêu bất định mắt thấy sắp bị tiêu tán lúc này một kiện vật không trọn vẹn lơ lửng trong hư không bỗng nhiên quang mang đỏ sẫm chớp động, một sợi tàn hồn theo đó bay lượn ra. Lông mày Hàn Lập cao lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức phát hiện đó chính là một góc còn sót lại của Lục Đạo Luân Hồi bàn, thu nạp một sợi tàn hồn của Luân Hồi điện chủ. Hồn ảnh của gã cũng giống như vậy, hư vô mờ mịt, nhưng sau khi bay ra, ngay lập tức nghênh đón thần hồn cam như xương, đưa tay ôm lấy vai nàng. Cả hai dựa sát vào nhau, đồng thời quay lại nhìn thoáng qua Nam Cung Uyển và Hàn Lập, trên mặt lộ ra nét cười thay ta chiếu cố cửu chân từ nay thiên địa không còn hối tiếc trong lúc mơ hồ trong thức hải hàn lập tựa hồ vang lên thanh âm luân hồi điện chủ không đợi hắn trả lời hai thân ảnh kia đã chậm rãi thăng không ánh sáng ngày càng trở nên ảm đạm cuối cùng như một làn khói mù tiêu tán giữa thiên địa ta hiểu rồi hàn lập từ tận đáy lòng lặng lẽ đáp đối với bọn họ mà nói đây có được coi là kết cục tốt đẹp không nam cung uyển dựa vào vai hàn lập thần tình trên mặt có chút đau thương mở miệng hỏi Hàn Lập nghe vậy, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ khe khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, lông mày hắn bỗng nhiên hơi nhăn lại, quay đầu nhìn về phía ma chủ, mở miệng nói. Thạch đạo hiếu, thật đúng là không thể chờ đợi được nữa sao? Chúng ta vừa mới sánh vai sinh tử một trận, chẳng lẽ không biết quý trọng cơ hội sống sót rất vất vả mới có được này? Nam Cung Uyển nghe vậy, cũng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma chủ chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đi tới bên cạnh trường thiên bình, Nắm nó ở trong tay, lông mày không khỏi nhíu chặt. Hàn Đạo hữu nghĩ sai một chuyện, ta với các ngươi liên hợp, cũng không phải phản đối hành động của cổ hoặc kim. Ngược lại, ta quả thật rất đồng ý với cái nhìn của gã, chỉ tiếc gã lại thực hiện bước này sớm hơn ta. Ma chủ đã khôi phục hình người, lạnh nhạt nói ra. Hàn Lập nhìn thoáng qua gã, nói với Nam Cung Uyển, nàng vẫn hay là về trước đi, đợi ta thêm một chút. Ngươi hãy cẩn thận, Nam Cung Uyển hơi hơi chần chờ sau đó vẫn quyết định tin tưởng hàn lập gật đầu nói sẽ không lâu đâu hàn lập nói phát tay mở quang môn màu bạc ra một lần nữa đưa nam cung uyển về hoa chi động thiên cường giả bước từng bước lên trời đã trải qua bao nhiêu tai ương kiếp nạn không phải là vì có thể tùy ý làm gì thì làm sao nhưng hết lần này tới lần khác có thiên đạo ức hiếp trên đầu ép người ta không thở nổi cánh tay trái đạo hữu là bị thiên đạo thôn phệ ban đầu vốn không phải như vậy chẳng lẽ không muốn lật trời thứ khiến người khác chán ghét này Ma chủ cũng không ngăn cản hành động của Hàn Lập, một tay chỉ thiên, ngạo nghễ nói ra. Ở phàm tục từng thấy qua một câu trong sách cổ, tòng tâm sở dục bất du củ, không biết thạch đạo hiếu đã nghe qua bao giờ chưa. Phía dưới thiên đạo chuẩn tắc, cường giả có thể tự do thoải mái. Nhưng nếu người người hiếu thắng mà không tuân thủ thiên đạo, thế gian này há không phải thành một mảnh hỗn độn không có trật tự, không có từng điểm tinh hoa phàm tục, không có trăm hoa khoe sắc trên núi, không có vầng trăng sáng trên bầu trời cao, thế gian này còn tư vị gì hàn lập cười hỏi ngược lại không nghĩ tới hàn đạo hiếu kiêu hùng bực này lại có lòng dạ đàn bà yếu đuối thương hại kẻ yếu như vậy ma chủ cất tiếng cười to nói tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa kéo dài không dứt không đánh không được hàn lập cười trừ hỏi không phải là không đánh không được mà là hàn đạo hiếu ngươi không thể không chết trước mắt ngươi tổn thương quá nặng lúc này không giết ngươi sau này ta không an tâm trên mặt ma chủ mang theo ý cười tiếng như băng lạnh từng chữ từng câu nói ra Lúc tiếng nói vừa dứt, thân thể gã hơi lui về phía sau một bước, nhưng là đụng thẳng vào một tầng không gian gợn sóng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hàn lập sớm đã sở liệu chuyện này, thời gian pháp tắc trên người ba động phiêu đáng ra, một trưởng vung ra. Hư không trong phạm vi vạn dặm bên ngoài thân, thời gian lưu chuyển trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức thấy trong hư không, khu vực chỗ kia bỗng nứt ra một khe hở nhỏ bé, đưa tay đâm ra một kiếm. Chỉ nghe ầm một tiếng điện xoẹt vang lên, một đạo điện quang màu vàng trong nháy mắt bắn vào chỗ khe hở kia. ngay sau đó, đông kết thời gian lần nữa chảy xuôi, trong chỗ khe hở kia truyền đến một tiếng oanh minh, hư không lập tức nổ bể ra. xem ra thương thế của người thật sự không nhẹ. lúc này, một tiếng nói bỗng nhiên vang lên ở sau lưng Hàn Lập. Hàn Lập đến quay đầu còn không kịp, một đạo ngân quang đã thông thẳng xuống đầu, lực lượng không gian pháp tắc cường đại tầng tầng bao phủ, trực tiếp giam cầm hắn ngay tại chỗ. theo chân bọn chúng đi, một tiếng quát lớn vang lên. Năm ngón tay ma chủ như năm móc câu, ma khí phía trên quấn quanh, lóe ra hàn quang màu bạc, vồ thẳng xuống đầu Hàn Lập. Hàn Lập lúc trước một kiếm kia chém giết cổ hoặc kim, cơ hồ đã rút sạch toàn bộ lực lượng thời gian pháp tắc cùng tiên linh lực của hắn, giờ phút này thật sự là không cách nào tránh được. Ngay tại thời khắc thiên quân nhất pháp này, trước người hắn bỗng nhiên hiện lên một vệt kim quang, một con giáp trùng màu vàng vô cùng to lớn thình lình bắn ra, dùng đầu hút về phía ma chủ. Một tiếng ầm trầm đục truyền đến cả người ma chủ trực tiếp bị chấn lui. Kim đồng ngăn lại một kích trí mạng này sau đó, xoay người lại cắn xé hư không một hồi, cứng rắn xé đứt tầng lực lượng không gian pháp tác đang bao phủ trên người hàn lập. Phệ kim tiên, đạo tổ, ma chủ ổn định thân hình, sau đó kinh ngạc kêu lên. Gã chỉ biết là quanh năm bên người hàn lập có một con phệ kim tiên làm bạn, lại không nghĩ trùng này đã tiến giai đạo tổ, mà trong đại chiến lúc trước, phệ kim tiên này từ đầu đến cuối đều không lộ diện, luân hồi điện chủ cũng không biết vì sao, cũng không báo cho gã biết việc này. Thường thế ma chủ không tính là quá nặng, nhưng trước đây vì diệt sát cổ hoặc kim tiêu hao cũng rất lớn, đối mặt với liên thủ giữa Hàn Lập và Kim Đồng, gã cảm thấy mình không biết có bao nhiêu phần thắng, nhưng bây giờ đã cùng Hàn Lập tạo thành thế như nước với lửa, nếu là hôm nay không thể diệt trừ hắn, chờ sau khi hắn khôi phục thực lực, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Gã vô ý thức nhìn thoáng qua tiểu bình đang nắm chặt trong tay, một trận ngân quang trong lòng bàn tay lấp lóe. Chỗ miệng bình nhỏ có một đạo ngân quang sáng lên, vô số tia sáng màu bạc từ đó tràn ra, chui vào lòng bàn tay gã. Hai mắt ma chủ lập tức trợn lên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ khó mà che giấu. Gã chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng lực lượng không gian pháp tắc vô cùng cường đại, đang thuận từ bình nhỏ không ngừng tràn vào trong cơ thể của gã, để vùng đan điền của gã có chút thâm hụt lần nữa tràn đầy trở lại. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, ma chủ nhịn không được thoải mái cười nói. Hàn lập thấy thế, lại không ngoài ý muốn chút nào trên thực tế bàn tay hắn lồng ở trong tay áo đang cấp tốc bóp pháp quyết lúc trước tiến vào trong không gian tiểu bình hắn mặc dù không có thể luyện hóa bình nhỏ nhưng cũng tạo ra liên hệ cực sâu cách không thôi động tự nhiên không thành vấn đề trước mắt ma chủ cũng không phải tự chủ hấp thụ lực lượng không gian pháp tắc mà chính hàn lập đang thao túng bình nhỏ cưỡng ép quán thâu tiến vào trong cơ thể gã rất nhanh ma chủ đã không còn cười nữa gã phát hiện theo lực lượng không gian pháp tắc tuôn ra ngày càng nhiều bên trong còn hỗn tạp từng tia từng sợi lực lượng hỗn độn pháp tắc cũng bắt đầu chui vào trong cơ thể gã chờ lúc gã muốn ngăn cản cũng đã không kịp hàn lập ngươi trong miệng gã mới nói ra nửa câu toàn thân trên dưới đã bắt đầu phồng lên khắp nơi từng quang đoàn hỗn độn liên tiếp phá thể ra phát sinh này xé rách thân thể gã thành mảnh vụn chỉ thấy trong đám mảnh vụn có một chiếc xa giá cỡ nhỏ cùng tám con tuấn mã được ngưng tụ từ ngân quang phía trên có một thần hồn tiểu nhân màu bạc đang ngồi khống chế xe ngựa phía dưới lóe lên định trốn chạy ngươi không được chạy quen biết nhau một hồi hay là để ta đến tiễn ngươi đoạn đường đi hàn lập than nhẹ một tiếng nói như thế vừa dứt lời một tầng thời gian ba động ra gợn sóng nhộn nhạo hư không lần nữa ngưng trệ bát tuấn xa giá bị giam cầm ở giữa hư không không nhúc nhích được tí nào hàn lập không bị ảnh hưởng chút nào cất bước đi qua rất nhanh đã đến trước mặt một tay hắn nhiếp bát tuấn xa giá cùng thần hồn ma chủ vào trong tay thần tình trên mặt không biến hóa chút nào chỉ là nhẹ nhàng vân vê, xa giá màu bạc kia cùng thần hồn lập tức đều biến thành một tầng quang điểm mờ mịt, tiêu tán vô tung. Hàn lập ngắm nhìn xung quanh, nhìn bốn bề hư không hỗn loạn từng mảnh, tâm tình có chút phức tạp. Một lát sau, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, đưa tay vẫy một cái, thu bình nhỏ một lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve đường vân quen thuộc trên bình nhỏ, tâm thần dần dần an định lại. Lúc này, phiến lá màu xanh sẫm rõ nét trên tiểu bình bỗng nhiên sáng lên một trận hào quang màu vàng, từng tia từng sợi lực lượng thời gian pháp tắc chảy xuôi ra, chậm rãi tụ hợp vào trong cơ thể Hàn Lập, thanh tuyền như nước ngọt làm dịu từng chỗ tiên khiếu trên thân thể hắn. Cảm giác toàn thân mỏi mệt dần dần biến mất, quang mang trong hai mắt Hàn Lập ngày càng trở nên sáng tỏ. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, ảnh hưởng từ hỗn độn pháp tắc đang dần dần biến mất, thiên đạo bị nhiễu loạn cũng đang từng bước trở lại quỹ đạo, thiên địa quét sạch, hết thảy nguyên khí đều đang khôi phục từ từ trở lại như lúc ban đầu. Chẳng qua là khi hắn ngửa đầu nhìn lên, vết sách hư không trên đỉnh đầu do mình bổ ra kia, lại không có dấu hiệu khép lại nào. Nơi đó tựa hồ thời gian đình trệ, không gian đông kết, luân hồi không vượt, hơn phân nửa vĩnh viễn sẽ là một đạo vắt ngang tại chân tiên giới, như một vết sẹo trong lòng tất cả mọi người, trở thành minh chứng cho trận tai hỏa vạn cổ này. Trung thổ tiên vực đã bị nghiền nát, không có khả năng quay trở lại diện mạo vốn có, phần lớn cương vực đều đã triệt để sụp đổ. Có không ít khu vực khác lúc trước trong giao chiến đã rơi vào hư không, đã biến thành một dạng giới vực thất lạc như là tiểu Nam Châu giới quần. Bất quá, nơi này thiên địa linh khí vốn nồng đậm, sau khi thiên đạo vận chuyển quay trở lại bình thường, cũng sẽ một lần nữa bổ khuyết trở lại. Nghĩ đến tiếp qua trăm vạn năm sau đó, đá vụn bụi bặm phân tán khắp nơi kia chắc chắn sẽ một lần nữa tụ lại, một lần nữa ngưng tụ thành một đại lục cỡ nhỏ, trở thành một chỗ bí cảnh tuyệt địa, quay trở về hậu thế. Mấy giới vực khác bị liên lụy cũng giống như vậy, cũng đang trong quá trình tu dưỡng dần dần khôi phục chương 1390, hiệu lệnh quần tiên. Chẳng qua tại dòng chảy tuế nguyệt, hầu hết các sinh linh trong thiên địa đã vội quên. Chỉ cần một cái giới diện không thực sự bị hủy diệt, sinh linh còn có thể sống sót, thì lịch sử sẽ được kéo dài. Trong thảm họa, những thứ cũ kỹ sẽ bị phá bỏ, thứ mới hơn sẽ dần được hình thành. Vậy nên người ta thường nói, không có phá thì không có xây, thường một thời đại mới bắt đầu đều là từ sau thảm họa. Sâu trong hoàng tuyền đại trạch của cửu U Minh Giới. Cam cửu chân nhìn luân hồi chi hà minh mông phía trước, dường như cảm ứng được điều gì, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt. Đúng lúc này, theo sau tiếng rít trầm thấp, một đạo quang mang màu đỏ sậm từ trên trời rơi xuống trước người cam cửu chân, nàng theo bản năng lùi về sau mấy bước. Nhưng khi nàng nhìn rõ đoàn quang mang đỏ sẫm này, trong mắt lại hiện lên một tia tình cảm phức tạp. Đoàn hào quang màu đỏ sẫm cứ thế treo trước người cam cửu chân, ánh sáng đỏ sậm bỗng nhiên tan đi, trong đó lộ ra một cái mâm tròn, chính là lục đạo luân hồi bàn phía trên nó còn có ấn ký nhàn nhạt, nhạt nhìn qua giống như là khuôn mặt bình thường của nam tử cam cửu chân chậm rãi đi tới đưa tay khẽ vuốt ấn ký trên luân bàn thần sắc dần dần trở nên kiên định trong miệng thì thầm nói Phụ thân mẫu thân các ngươi yên tâm cửu chân sẽ cố gắng khổ tu luân hồi pháp tắc thành tựu đạo tổ đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách làm các ngươi sống lại hiện giờ trên không trung trung thổ tiên vực khắp nơi đã bị tàn phá thành mảnh nhỏ hàn lập lẳng lặng nhìn phía trước không nói gì kim đồng bay tới hóa thành hình người yên lặng đứng tại bên cạnh hàn lập ngay lúc này vòng xoáy hỗn độn ở trong hư không vỡ vụn hơn trăm đạo thân ảnh từ bên trong chật vật bay ra cách xa hàn lập cầm đầu gồm tám người theo thứ tự là lý nguyên cứu xích dung trần như yên bạch vân đạo tổ ma vực bàn phụ váy trắng nam tử như thây khô man hoang giới vực bạch trạch đại hán chọc đầu tất cả tám vị đạo tổ sau lưng tám người còn đứng mười mấy tên tu sĩ chia ra ba bộ phận theo thứ tự là thiên đình ma vực, man hoang. Ngoài ba bên, hồi giới lại một người cũng không có, thương ngô chân quân và ba vị đạo tổ khác cũng không thấy bóng dáng, không cần hỏi cũng biết. Bọn người liễu nhạc nhi, lợi kỳ mã thì đứng tại sau lưng bạch trạch và đại hán chọc đầu. Mà sau lưng hai người, bàn phụ váy trắng, đứng người mấy tên ma vực. Tam hoàng tử thạch phá không, ngũ công chúa thạch cạnh nhiên, còn có hoàng tử tuấn lãng đại la hậu kỳ kia đều ở đây. Đám người đều là vết thương trồng chất, có chút chật vật, xem ra đã ăn không ít đau khổ hàn lập nhìn thoáng qua những người kia cũng không tỏ ra kinh ngạc trước đó hắn đã sớm cảm ứng được những người này còn sống lúc đó vừa mới dùng trường thiên bình thu lấy vòng xoáy hỗn độn nên một đoàn người cũng bị hút vào trong không gian phong bạo bây giờ mới ra ngoài được bọn người lý nguyên cứu thấy hàn lập cùng kim đồng đứng ở hư không phía trước cảm nhận được uy áp khổng lồ trên thân hàn lập thì đều lộ ra vẻ khiếp sợ nhất thời không người nào dám nói chuyện hàn đạo hữu trận chiến giữa các ngươi kết quả như thế nào một hồi lâu sau bạch trạch cùng hàn lập tương đối quen thuộc mới ho nhẹ một tiếng hỏi đều kết thúc cổ hoặc kim đã chết tam thiên đạo thần đại trận cũng sụp đổ trận đại kiếp này đã qua hàn lập nghiêm nghị nói vừa nghe lời này bạch trạch và mọi người của man hoang giới vực còn có đám người ma vực đều thở phào nhẹ nhõm những tu sĩ phía sau nhịn không được phát ra tiếng hoan hô người thiên đình thần sắc có chút phức tạp có mừng rỡ cũng có ngẩn ngơ Bạch Vân Đạo Tổ thì thở dài, sau đó quay đầu nhìn về hơn 10 người tu sĩ của thiên đình còn sót lại, trong lòng nhịn không được một trận bi thương. Y gia nhập thiên đình, nguyên nhân phần lớn là do cổ hoặc kim hứa hẹn đột phá thiên đạo trói buộc. Nhưng Y cùng bọn người Lý Nguyên cứu, Trần Như Yên khác biệt, đối với thiên đình lại là trung thành tuyệt đối, những năm này cũng một mực dụng tâm kinh doanh. Trước đây không lâu, thiên đình uy phong biết bao, thực lực hùng hậu ra sao, đưa tay lên hô, chân tiên giới và vô số tiên vực không người nào có can đảm khinh thị. Bây giờ chỉ mới trong vòng một ngày, càn khôn nghịch chuyển, toàn bộ hạch tâm trung tâm của thiên đình, chỉ còn lại có một vài người. Những người này, cũng là do y và hai vị đạo tổ khác của thiên đình kiệt lực xuất thủ bảo hộ, mới miễn cưỡng còn sống sót, hai vị kia đạo tổ thì đã bị tam thiên đạo thần đại trận thôn phệ. Tam thiên đạo thần đại trận đối với đạo tổ thôn phệ nhanh hơn so với tu sĩ khác rất nhiều. Có lẽ, đây là do đạo tổ, cùng thế gian ba nghìn đại đạo càng gần nhau hơn. Mà chủ đại nhân đâu, bàn phụ váy trắng mở miệng hỏi luân hồi điện chủ ở đâu lý nguyên cứu cũng đồng thời đặt câu hỏi luân hồi điện chủ và ma chủ đều đã về với cát bụi hàn lập nhìn hai người một chút sau đó lạnh nhạt nói cũng không nói rõ chân tương ma vực ma chủ vẫn lạc với ai lý nguyên cứu vẻ mặt kinh ngạc sau đó mày nhân lại không biết đang suy nghĩ điều gì trần như yên và xích dung đạo tổ đuôi lông mày cũng là khẽ động mà thiếu phụ váy trắng và những người ma vực nghe nói ma chủ vẫn lạc trên nét mặt kinh ngạc lại chiếm đa số, càng không có bao nhiêu đau thương. Nhất là thạch phá không, thạch cảnh nhiên, còn có hoàng tử Tuấn lãng đại la hậu kỳ kia trong mắt đều hiện lên một tia lửa nóng với quyền lực. Phụ hoàng vì ma tộc ta và các vị tổ tiên báo đại thù, công lao thiên thu. Dù đầu đảng tội ác dù chết, nhưng bạch phân đạo tổ và mấy tên vẫn còn sống. Hàn tiền bối, còn có chư vị đồng đạo man hoang giới vực, chúng ta hãy cùng ra tay, mang thiên đình khối u ác tính này diệt trừ tận gốc. Hoàng tử Tuấn Lãng kia ánh mắt chấp động, bỗng nhiên vung tay cao rộng quát. Không sai, nợ máu phải trả bằng máu, san bằng thiên đình. Những người ma vực khác lập tức kịp phản ứng, nghiêm nghị đáp lời. Bạch Trạch và Đại Hán chọc đầu nghe vậy, có chút động tâm. Nhưng hai người cũng không có động tính, mắt nhìn về phía Hàn Lập. Lúc này, bọn họ đều hiểu, ai mới là người có tiếng nói quan trọng nhất. Bạch Vân đạo tổ sắc mặt đại biến, vung ngược tay lên, vô số vân khí màu ngà sữa bỗng hiển ra, bao trùm mười mấy tên tu sĩ của thiên đình sau lưng chạy về phía xa nơi cung điện chạy đâu một đạo ánh sáng mở nhạt nhanh như điện đuổi theo là ma vực nam tử như thây khô kia gã và thiếu phụ tà mị kia quan hệ cực kỳ thân thiết mặc dù không có kết thành đạo lữ nhưng hai bên qua lại vô số năm tháng nên thiếu phụ tà mị vẫn lạc ở trong tam thiên đạo thần đại trận nam tử như thây khô đối với người thiên đình thống hận không gì sánh được gã đưa tay nắm vào trong hư không một cái năm ngón tay sáng rực lên màu vàng Xoẹt một tiếng, hư không trên đỉnh đầu Bạch Vân Đạo Tổ khẽ động, một cái cự trảo khô cằn che khuất bầu trời hiện ra. Phía trên nó quấn quanh từng luồng màu vàng, tản mát vị hôi thối của thi thể hư. Dưới một trảo của cự trảo khô cằn, phụ cận hư không mảng lớn đổ sụp, một cái linh vực màu vàng đất từ đó khuếch tán ra, nhanh chóng chụp xuống về phía bọn người Bạch Vân Đạo Tổ. Bạch Vân Đạo Tổ thần sắc biến đổi, dừng lại thân hình, đang muốn thi pháp ngăn cản. Nhưng lúc này, một vệt kim quang từ bên cạnh chặn ngang tiến đến, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, lập tức ngăn tại ở giữa cả hai. Cự trảo khô cằn chộp vào trên kim quang, lập tức bị phản chấn mà quay về, linh vực màu vàng đất đụng phải phiến kim quang kia, cũng phanh một tiếng, vỡ vụn biến mất. Một bóng người ở trong kim quang đột nhiên xuất hiện, là Hàn Lập. Bạch Vân Đạo Tổ nhìn thấy vậy, sắc mặt ngạc nhiên. Hàn Đạo Hữu làm cái gì vậy? Nam tử như thây khô sắc mặt cứng đờ, hỏi. Chân tiên giới trải qua lần đại kiếp này, nguyên khí tổn hao nhiều, phải nhanh chóng nghỉ ngơi lấy lại sức cổ hoặc kim đã chết tất cả ân oán của quá khứ cũng nên xóa bỏ về sau giữa các đại thế lực không được lại trả thù tranh chấp các ngươi là tồn tại đạo tổ càng không thể tùy ý động thủ hàn lập trầm giọng quát hắn ngữ khí mặc dù lạnh nhạt như nước lại lộ ra một cỗ uy nghiêm gần như thiên uy so với cổ hoặc kim năm đó chỉ có hơn chứ không kém một lời này nói xong cơ hồ đem hư không chấn vỡ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chân tiên giới giờ phút này tất cả tiên vực trên chân tiên giới, mọi người tu hành đều cảm giác được một cỗ thiên uy không cách nào chống lại từ trên trời đè xuống, không ngờ khiến người ta muốn quỳ xuống quỳ lại. Mọi người nơi đây thân thể đột nhiên lắc một cái, đều nổi lên thần sắc sợ hãi. Cổ hoặc kim đã chết, chúng ta man hoang giới vực cùng thiên đình thù hận đã xong, chỉ cần thiên đình không còn phái người cướp bóc man hoang giới vực, chúng ta tuyệt đối sẽ không tự tiện khơi màu tranh chấp. Bạch Trạch và Đại Hán chọc đầu lập tức nói ra, Lý Nguyên Cứu, Xích Dung, Trần Như Yên, còn có ma vực bàn phụ váy trắng cũng đều gật đầu đáp ứng. Nam tử như thây khô nhìn xem hàn lập, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ kèm theo sợ hãi. Thế nào, các hạ đối với lời ta nói còn có gì nghi vấn? Hàn lập một cánh tay chắp sau lưng, cũng không có nhìn nam tử như thây khô, một cỗ vô biên vô tận uy áp bỗng nhiên bộc phát, bao phủ toàn thân nam tử như thây khô. Nam tử như thây khô sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hư không dưới chân trực tiếp nổ tung, cả người không ngừng run rẩy. Trên thân gã tựa hồ không thể thừa nhận nổi cỗ uy áp này, từ từ cong xuống dưới, cuối cùng quỳ gối nơi đó. Hàn đạo hiếu, đoan mộc đạo hiếu là do thương tâm về cái chết của hạ lan đạo hiếu, mới có chỗ mạo phạm, mong rằng hàn đạo hiếu. Rộng lượng tha thứ, bỏ qua cho gã lần này, chúng ta hết thảy đều nghe lệnh của ngươi. Bàn phụ váy trắng mắt thấy cảnh này, vội vàng nói. Hàn lập nhìn bàn phụ váy trắng một chút, trên thân uy áp hơi thu lại một chút. Nam tử như thây khô há to miệng thở dốc không còn sức đứng dậy, nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Xem ra ngươi đã hiểu, Hàn Lập bình tĩnh nói, quay đầu nhìn Hoàng tử ma vực Tuấn Lãng kia. Hoàng tử Tuấn Lãng sắc mặt bá một chút, trở nên trắng bệch một mảnh, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Nể tình ta cùng ma chủ đã từng có một chút giao tình, ngươi lại là lần đầu vi phạm, lần này ta sẽ không truy cứu. Ta mặc dù đối với giết chóc không có hứng thú, nhưng nếu lại có người nào dám nói ra những lời khơi màu tranh chấp, thì kết cục sẽ như thế này. Hàn lập nhàn nhạt nói một tiếng, phất tay áo vung lên. ầm ầm, không gian chung quanh đám người lóe lên kim quang, mấy chục cái vòng xoáy màu vàng to lớn nổi lên, u u xoay tròn, tựa như từng cái miệng lớn, phát ra thôn vệ chi lực cực kỳ đáng sợ. Phương viên chung quanh mấy chục vạn dặm, không gian giống như giấy dễ dàng sụp đổ. Trong không gian tất cả mọi thứ đều biến thành thật nhỏ bột phấn, bị vòng xoáy màu vàng một ngụm nuốt mất. Thôn vệ chi lực cũng bao phủ trên thân đám người, Bọn họ lập tức cảm giác được bản thân như chiếc thuyền nhỏ gặp sóng dữ trong biển sâu, tùy thời có nguy cơ bị lật úp. Một số người tu vi hơi thấp phát ra tiếng hét hoảng sợ, hoàng tử Tuấn Lãng kia thì thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lý Nguyên Cứu, Trần Như Yên và các vị đạo tổ cũng như thế, căn bản không có cách nào khống chế thân hình. Mà bọn họ lại có thể cảm giác được những vòng xoáy màu vàng xung quanh này cũng không chân chính phát lực, bằng không bọn họ đã sớm bị nuốt xuống. Trong vòng xoáy vặn vẹo đều là lực lượng thời gian để bọn họ không chút nghi ngờ về hậu quả khi bị nuốt vào. Chương 1391, bỏ đạo. Trong thâm tâm mọi người ở đây đều nhao nhao rung động khi Hàn Lập giơ tay nhấc chân tế ra thần thông quảng đại, thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Mấy chục vòng xoáy màu vàng bỗng nhiên hợp lại làm một, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ che khuất bầu trời, thình lình chụp xuống phía đám người. Sắc mặt đám người Lý Nguyên cứu đại biến, lập tức muốn thôi động pháp tắc ngăn cản nhưng trước đó một cỗ thời gian pháp tác vô cùng khổng lồ đã bao phủ tất cả mọi người thân thể của bọn họ còn có cả lực lượng pháp tác trong cơ thể đều không thể động đậy chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn mọi thứ trước mắt nhưng vòng xoáy màu vàng che khuất bầu trời đột nhiên lóe lên phiêu tán ra giống như bọt biển thời gian pháp tác giam cầm trên thân mọi người cũng giống vậy chợt biến mất không thấy bầu trời khôi phục sáng sủa hư không xung quanh vỡ vụn nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu tất cả mọi thứ tựa như một giấc mộng chỉ là Mọi người ở đây lại không thể coi mọi chuyện vừa mới phát sinh như là một trận mộng ảo được. Vòng xoáy màu vàng thời gian pháp tắc ấy vô cùng cường đại, uy năng đáng sợ nghiền ép hết thảy mọi thứ, đều đã khắc thật sâu ở trong trí nhớ bọn họ, thậm chí khắc họa sâu tận trong linh hồn. Đó tựa hồ chính là thiên đạo tối bản nguyên, Hàn Lập tiện tay thi triển thần thông, sớm đã không phải cổ hoặc kim năm đó có thể so sánh. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần một khắc này, trong lòng có chút ngỗ ngược, thì sẽ bị thiên đạo này vô tình nghiền nát ngay cả một tơ một hào cặn bã cũng sẽ không còn lưu lại trên thế gian này. Ánh mắt đám người đạo tổ như Lý Nguyên Cứu nhìn về phía Hàn Lập, đã mang theo một loại kính sợ từ tận đáy lòng. Các người mỗi người mang theo người của mình rời khỏi đây đi. Hàn Lập mở miệng lần nữa, ngữ khí không vui không buồn. Bàn phụ váy trắng nghe vậy sắc mặt buông lỏng, thì lễ thật sâu với Hàn Lập, lập tức mang theo người ma vực đang sợ hãi bay thẳng về nơi xa, rất nhanh biến mất không còn tâm tích nam tử như thây khô cũng không dám nói gì, theo sát đám người ma vượt rời đi. tuân mệnh bạch trạch và đại hán chọc đầu kia cũng thi lễ với hàn lập một cái, mang theo người sót lại của man hoang giới vượt rời đi. liễu nhạc nhi nhìn hàn lập một chút, chưa từng đi tới nói chuyện với hắn. hai người mặc dù cách xa nhau không quá trăm trượng, nhưng dường như tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa họ. ca ca, người chờ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ có một ngày quang minh chính đại đi đến trước mặt ngươi. Liễu Nhạc Nhi quay người theo hai người Bạch Trạch rời đi, lặng lẽ nói ra ở trong lòng. Bạch Vân đạo tổ mang theo thủ hạ, đi tới trước mặt Hàn Lập. Đa tạ Hàn đạo hữu lúc nãy mở lời tương trợ, Bạch Vân đạo tổ khom mình hành lễ, đám người thiên đình cũng đều như vậy. Đại loạn vừa dứt, bất quá là không muốn tăng thêm giết chóc mà thôi, cũng không phải là tương trợ các ngươi. Hàn Lập bình tĩnh nói, bất luận như thế nào, ân tình Hàn đạo hữu hôm nay, tại hạ sẽ khắc vào trong tâm khảm, ngày sau bất luận sai khiến gì, chỉ cần phân phó một tiếng, tại hạ nhất định sẽ toàn lực tương trợ, nhằm báo đáp ân tình hôm nay. Bạch Vân Đạo Tổ Thành Khẩn nói ra, sau đó mang theo đám người còn lại của thiên đình nhanh chóng rời đi. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ còn chuyện gì sao? Hàn Lập nhìn về phía ba người Lý Nguyên cứu, xích dung, Trần Như Yên bên cạnh, nói ra. Hàn Đạo Hữu lần này cứu vãn chân tiên giới lúc nước sôi lửa bỏng, có ân có nước với thiên hạ muôn dân chăm họ, bây giờ cổ hoặc kim đã chết, vị trí thiên đình trí tôn đang chống chỗ, không biết hàn đạo hữu có hứng thú đảm nhiệm. Ba người chúng ta sẽ ra sức giúp đỡ ngươi. Ba người Lý Nguyên Cứu liếc mắt nhìn nhau, trần chờ một lát, sau đó mở miệng nói ra. Hàn Lập nghe vậy đuôi lông mày khẽ động, biết mình vừa mới xuất thủ cứu Bạch phân Đạo Tổ, cho ba người một loại ám chỉ sai lầm. Ta cũng không truy cầu quyền lực, các ngươi không nên hiểu lầm. Hàn Lập đưa tay vung lên, quả quyết nói ra, ba người Lý Nguyên Cứu nghe vậy khẽ giật mình, ngẩn người lần này đại kiếp rất nhiều đạo tổ của chân tiên giới vẫn lạc các đại tiên vực chỉ sợ sắp sửa phân loạn ba vị đều là bản nguyên đạo tổ là sự chú ý của mọi người mấy người các ngươi mau mau trở về tông môn của mình ổn định lại cục diện đi hàn lập phất tay áo nói ra ba người lý nguyên cứu nghe vậy nhìn nhau đều nhìn ra từ trong mắt đối phương cảm giác như chút được gánh nặng cùng hô lên đáp ứng một tiếng quay người phi độn rời đi thân hình lý nguyên cứu vừa mới bay lên trời bỗng nhiên như có cảm giác quay người lại đã thấy hàn lập đang ở xa xa chắp tay về phía mình lão hơi ngẩn ra tiếp đó cũng chắp tay đáp lễ lại với hàn lập lúc này mới quay người hóa thành một đạo lưu quang bay vụt về nơi xa giữa thiên địa rất nhanh chỉ còn lại một mình hàn lập hàn đạo hữu vì sao phải vội vàng đuổi những người kia đi như vậy kim đồng đi tới mắt to khẽ chấp hỏi hàn lập không nói gì phất tay mang theo kim đồng bắn thẳng lên không trung trong nháy mắt đi tới thiên ngoại vực hắn lại tiếp tục bay sâu vào trong thiên ngoại vực một lúc rồi mới dừng lại trên mặt lộ ra một tia thống khổ ngươi đây xảy ra chuyện gì kim đồng vội vàng hỏi hư không trên đỉnh đầu hàn lập ù ù chấn động từng đạo kim quang bắn ra bao phủ thân thể hắn thân thể của hắn ở bên trong kim quang mơ hồ có khuynh hướng bị hòa tan một hồi lâu hư không chấn động mới dừng lại kim quang cũng biến mất theo thân thể hàn lập lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu thiên đạo đã bắt đầu ăn mòn thân thể ngươi sắc mặt kim đồng ngưng trọng nói ra chiến một trận với cổ hoặc kim vận dụng lực lượng pháp tác quá nhiều khả năng lần sau chỉ cần hơi chút động thủ với người khác lập tức sẽ bị thiên đạo trực tiếp tương dung hàn lập cười khổ nói ra làm sao lại nhanh như vậy kim đồng giật nảy cả mình nàng tiến giai đạo tổ đã qua nhiều ngày đã từng luân phiên tranh đấu cùng người khác mặc dù có thiên đạo ăn mòn nhưng trước mắt cũng không tính là quá nghiêm trọng vậy ngươi có kế sách nào đối phó không kim đồng lập tức bỏ sự nghi hoặc này qua một bên hỏi một vấn đề khác càng quan trọng hơn. Hàn lập cao mày, im lặng không nói gì. Hắn vừa mới tiến giai đạo tổ, không giống như cổ hoặc kim đã có nghiên cứu cực sâu về thiên đạo ăn mòn, sáng tạo ra loại thần thông đạo thần ấn này. Hắn làm gì có biện pháp nào? Bây giờ đến hài cốt cổ hoặc kim cũng không còn, toàn bộ trung thổ tiên vực đã biến thành cho tàn, muốn đi tìm tâm đắc trước kia của cổ hoặc kim dùng để tránh thiên đạo tương dung là không có khả năng. Hàn tiểu tử, nếu như người muốn thoát khỏi thiên đạo ăn mòn, ta ngược lại là có biện pháp đấy. Thanh âm bình linh đột nhiên vang lên, bình linh tiền bối, người có biện pháp gì? Hàn lập truyền âm hỏi, sau khi tấn thăng đạo tổ, sẽ dần dần bị thiên đạo ăn mòn, loại hiện tượng này là không thể chống lại, mà cũng không cách nào ngăn lại, cổ hoặc kim kia mặc dù sáng chế ra cái gọi là đạo thần ấn, bất quá cũng chỉ làm chậm thiên đạo ăn mòn lại một chút mà thôi, chỉ ngọn không chỉ gốc. Bình linh hừ một tiếng, khinh miệt nói ra, tiền bối hẳn là có biện pháp nhất lao vĩnh giật con mắt hàn lập hơi sáng lên, coi như vận khí người tốt, có trường thiên bình ở đây. Bình này đản sinh ở trong hỗn độn, có thể gánh chịu bất luận lực lượng pháp tắc gì, người nếu thật sự muốn thoát khỏi thiên đạo ăn mòn, chỉ cần rót đạo tổ bản nguyên pháp tắc trong cơ thể vào trong bình, kể từ đó, tu vi của ngươi lập tức sẽ rơi xuống đại la cảnh, tự nhiên cũng sẽ thoát khỏi thiên đạo ăn mòn. Chỉ là trường thiên bình lúc trước đã dung nạp hỗn độn pháp tắc, bây giờ lại dung nạp thời gian pháp tắc của ngươi, chỉ sợ cũng sẽ vượt qua cực hạn của bình này. Bình Linh nói như thế, vượt qua cực hạn thì sẽ như thế nào? Trong lòng Hàn Lập căng thẳng, vội vàng truyền âm hỏi. Vượt qua cực hạn còn như nào nữa? Cứ như vậy tiêu tán chứ sao? Nói cách khác, người dùng cách này sẽ vĩnh viễn mất đi Trường Thiên Bình. Có nên sử dụng cách này hay không? Người tự suy nghĩ kỹ càng. Thanh âm Bình Linh không mang theo chút cảm xúc nào. Hàn Lập nghe thấy lời này, im lặng đứng ở đó, sắc mặt âm tình bất định. Chính mình bây giờ đã toại nguyện, đánh chết cổ hoặc kim thiên đình đệ nhất nhân thay vào đó trở thành thời gian đạo tổ, ở trên con đường truy cầu đại đạo, tựa hồ đã không còn bất kỳ chướng ngại nào. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn chân chính xứng danh là chân tiên giới đệ nhất nhân, từ đó các vực chân tiên giới, thậm chí vô số hạ giới, đều nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính mình tựa hồ đã tiếp cận vô hạn, đồng thọ với thiên địa. Đây chẳng phải là chí hướng chính bản thân mình đặt ra lúc bắt đầu bước lên tu tiên giới sao. Đằng sau tất cả mọi thứ, là từng bước kinh tâm trải qua bao nhiêu năm tháng, vô số cơ duyên tạo hóa lại thêm vô số người hy sinh nhưng ngay sau đó trang cảnh cốt hoàng thậm chí là cổ hoặc kim bị thiên đạo thôn vệ bởi vì vận dụng lực lượng pháp tắc từng màn từng cảnh tua nhanh qua ở trong đầu của hắn đây hết thảy cùng với trí hướng của bản thân lập ra lúc còn thiếu niên không ngừng xen lẫn lôi kéo chính mình kim đồng cũng không nghe được hàn lập và bình linh truyền âm trao đổi nhìn thấy sắc mặt của hàn lập ngưng trọng cho là hắn đang suy nghĩ cách đối phó lẳng lặng đứng ở một bên không mở miệng quấy dày sau một hồi lâu, ánh mắt Hàn Lập nâng lên, chậm rãi mở miệng nói ra. Đa tạ bình linh tiền bối chỉ điểm, kính xin tiền bối giúp ta tán đi đạo tổ pháp tác ở trong cơ thể, ta nguyện ý từ bỏ trường thiên bình. Thời gian pháp tác trong cơ thể người bất cứ lúc nào cũng có thể xáo động lại lần nữa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến hành đi. Thanh âm bình linh có chút vui mừng, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Lục quang lóe lên, trường thiên bình bay đến trước mắt hàn lập, đồng thời phồng lớn to lên bằng chậu rửa mặt. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, kiếm nghi nhấc lên, đồng thời phất tay áo vung lên. Bên cạnh hắn lóe lên hiện ra quang môn màu bạc, thân ảnh Nam cung Uyển từ bên trong bay ra. "Uyển nhi, Kim Đồng, ta có một số việc phải xử lý, các ngươi lui ra xa một chút." Hàn Lập bình tĩnh nói. Kim Đồng khẽ giật mình, nhưng cũng không hỏi nhiều, phi thân mang theo Nam cung Uyển lui lại. Nam cung Uyển mặc dù vừa vặn ở trong không gian hoa chi, nhưng vẫn một mực chú ý đến tình huống bên ngoài. Nàng nhìn Hàn Lập, trong lòng có một loại dự cảm thời khắc này hàn lập sắp làm ra một quyết định kinh thiên hãi tục mặc dù trong nội tâm nàng không khỏi có chút lo nghĩ nhưng có lòng tin đối với hàn lập nên cũng không hỏi thăm gì hàn lập một tay bấm niệm pháp quyết đặt ở trên trường thiên bình lực lượng thời gian pháp tắc cực kỳ khổng lồ trong cơ thể đổ ra rót vào trong bình trường thiên bình tỏa ra lục mang hết sức sáng ngời trong bình hiện ra một quang đoàn màu xanh sẫm giống như lôi vân cuồn cuộn kịch liệt trong bình phảng phất như đang cất giấu một mảnh biển sâu không đáy Vô luận rót vào bao nhiêu lực lượng thời gian pháp tắc, cũng đều vì tiện dung nạp, không có chút trở ngại nào. Hàn lập cảm ứng được tình huống này, nhíu mày lại, lập tức gia tăng lực lượng thời gian pháp tắc rót vào, trường thiên bình tản ra lục quang cũng theo đó đậm lên. Vào thời khắc này, đám mây trong bình đột nhiên kịch liệt quay cuồng, sau đó một đạo quang mang màu xanh sẫm vừa thô vừa to từ miệng bình bắn ra, thổi phù một tiếng chui vào hư không phía trước. ầm ầm, hư không phụ cận lập tức quay cuồng, một thông đạo thời không màu vàng nổi lên, nuốt Hàn Lập và cả Trường Thiên Bình vào Kim Đồng nhìn thấy cảnh này, hơi biến sắc mặt, lập tức né tránh, trốn ở một bên. Nam Cung Đạo Hiếu, Hàn Đạo Hiếu thần thông quảng đại, tất nhiên có thể vượt qua chuyện này, bình an vô sự, người không cần lo lắng. Kim Đồng nói với Nam Cung Uyển: Ta không có lo lắng, Phu quân nếu để cho chúng ta chờ ở chỗ này, chúng ta đứng chờ là tốt rồi. Nam Cung Uyển vừa cười vừa nói, thần sắc lúc này mang một vẻ bình tĩnh. Kim Đồng nhìn thấy thần sắc Nam Cung Uyển âm thầm khâm phục. Hàn lập thân ở trong thời không thông đạo, xung quanh lực lượng thời không xé rách vô tận, bất quá trưởng thiên bình giờ phút này tản mát ra lục quang dịu nhẹ, tùy tiện ngăn cách lực lượng thời không xung quanh ở bên ngoài. Đây là chuyện gì? Hàn lập nhiều lần vượt qua thời không, nhưng lần này cảm giác tựa hồ có chút khác biệt. Thời gian pháp tắc của người kích thích thần thông vượt qua thời không của trưởng thiên bình, không cần để ý, kế tiếp là mấu chốt nhất đấy, ta thôi động lực lượng trưởng thiên bình, bắt đầu tiếp nhận bản nguyên đạo tổ pháp tắc của ngươi, ngàn vạn không thể phân tâm. Thanh âm bình linh truyền đến, cực kỳ ngưng trọng, được, sâu trong hai mắt hàn lập xẹt qua một đạo quang mang, gật gật đầu, toàn lực vận chuyển thời gian pháp tắc trong cơ thể. Một đoàn kim quang trói mắt hơn cả mặt trời từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, bên trong là lực lượng thời gian pháp tắc nồng đậm đến khó tin, dung nhập trong bình. Trên vách bình trường thiên bình lóe lên hiện ra một đạo kim ngấn, vô cùng rõ ràng, phảng phất như vết dạn vậy. Mà trên khí tức trên người hàn lập lập tức suy yếu đi rất nhiều, bất qua thiên đạo vô thì vô khắc uy hiếp trên đỉnh đầu hắn tựa hồ cũng buông lỏng một chút. Ánh mắt của hắn vui mừng, tiếp tục thôi động bản nguyên pháp tác trong cơ thể rót vào trong bình. Theo đó từng đoàn từng đoàn kim quang một từ bàn tay hắn bay ra, dung nhập vào trong trường thiên bình, kim ngấn trên trường thiên bình càng ngày càng nhiều, mà khí thức hàn lập cũng nhanh chóng giảm xuống. chương 1392, tự do, không biết qua bao lâu, theo một đoàn kim quang cuối cùng từ lòng bàn tay hàn lập bắn ra, kim quang ba động kịch liệt trên người hắn đột nhiên tiêu tán. Khí tức chợt hạ xuống, đồng thời tu vi ngay thời khắc này cũng rơi xuống đại la đỉnh phong. Bình linh tiền bối, đa tạ tương trợ, hàn lập thở vào một hơi, buông bàn tay đang ấn ở trên trường thiên bình ra. Bình linh cũng không đáp lại hắn, vào thời khắc này, trường thiên bình đột nhiên rung động mạnh lên, kim ngấn quang mang phía trên cuồng thiểm, quang mang màu xanh sẫm trong bình cũng điên cuồng loạn động. Hàn lập hơi biến sắc, vội vàng nhẹ nhàng lui lại. Đồng thời một vầng sáng màu vàng óng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngăn cản lực lượng thời không chung quanh. Ầm một tiếng vang thật lớn, trường thiên bình bạo liệt ra, hóa thành vô số chùm sáng màu xanh sẫm. Những chùm sáng màu xanh sẫm này cũng không phiêu tán, hội tụ lại một chỗ, rất nhanh ngưng tụ thành một hình người, hóa thành một đồng tử tóc lục tám tuổi, mi thanh mục tú, lại nhìn không ra giới tính. Ha ha, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc thoát khỏi cái bình đáng chết kia, khôi phục thân thể tự do đồng tử tóc lục nhìn thân thể của mình cười ha ha các hạ chính là bình linh tiền bối chúc mừng người rốt cuộc thoát khỏi trói buộc của trường thiên bình hàn lập rất bình tĩnh tựa hồ sớm đã dự liệu được những thứ này a à, người đã sớm biết việc này bình linh ngược lại có chút kinh ngạc với phản ứng của hàn lập tiền bối thân là bình linh trường thiên bình trước đó lại thường xuyên yên lặng tu hành ta đoán được tiền bối có mưu đồ thêm nữa luyện thần thuật của ta viên mãn cảm ứng tâm linh cực kỳ linh mẫn tiền bối mặc dù không phải là sinh linh, nhưng lúc nói chuyện với ta, tâm tư của người ta cũng có thể dò xét một hai, cho nên mơ hồ đoán được một chút. Hàn lập cười nhạt một tiếng, chật chật, luân hồi điện chủ kia quả nhiên là kỳ tài ngút trời, sáng tạo ra luyện thần thuật lợi hại như thế. Nếu ngươi phát giác được ta có mưu đồ, còn dám hợp tác với ta. Bình Linh cười chật chật một tiếng, sau đó lườm Hàn lập một cái, nói. Tiền bối mặc dù có mưu đồ, nhưng ta không cảm giác được ác ý, chuyện hợp tác cùng có lợi, có gì không dám. Mà bây giờ cảnh giới ta mặc dù rơi xuống đại la cảnh, nhưng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc vẫn không yếu bớt, cũng không phải mặc cho người nhào nặn. Hàn lập cười nhạt một tiếng, ha ha, tốt, không hổ là hàn lập, bất quá người mặc dù về tới đại la cảnh đỉnh phong, nhưng vận dụng thời gian pháp tắc cũng phải thận trọng. Ngoài ra, người có thể yên tâm, ta cũng không có ác ý với ngươi, chỉ có cảm kích. Đa tạ người có thể bỏ qua đạo tổ chi lực, ta mới có thể thuận lợi thoát khỏi trường thiên bình bình linh lần nữa cười to chắp tay với hàn lập chúng ta hỗ trợ nhau mà thôi tiền bối không cần khách khí như thế không biết tiếp theo tiền bối có tính toán gì không hàn lập giơ một cánh tay lên đáp lễ lại rồi hỏi bị vây trong bình vô số năm tháng tiếp theo tự nhiên là hảo hảo du lịch chân tiên giới một phen nếu có cơ hội ta còn muốn đi ra ngoài chân tiên giới nhìn xem một chút mặt bình linh lộ vẻ hưng phấn bên ngoài chân tiên giới tiền bối nói là u minh giới và hôi giới sao Hàn lập hơi khẽ giật mình. Hàn đạo hữu, ánh mắt của người quá thiển cận, hẳn là người cảm thấy chân tiên giới, hôi giới, u minh giới chính là toàn bộ thế giới. Bình Linh cười nói, giữa thần sắc lại ngưng trọng không ít. Các đại tiên vực chân tiên giới là mở ra từ trong man hoang giới vực vô biên, cho nên diện tích man hoang giới vực hẳn là lớn hơn một chút so với bản đồ chân tiên giới. Còn bên ngoài man hoang giới vực, ta cũng không biết. Hàn lập trầm ngâm một chút rồi nói, tầm mắt hàn đạo hữu người còn chưa đủ, chuẩn xác thì, mặc kệ là chân tiên giới, minh giới, hay là hôi giới, đều là đản sinh trong không gian hỗn độn ban đầu nhất. Trường Thiên Bình cũng là đản sinh tại nơi đó, căn cứ ký ức nguyên thủy tồn tại trong trường Thiên Bình, không gian hỗn độn vô biên vô hạn, rốt cuộc ra đời bao nhiêu giới diện cùng loại với chân tiên giới căn bản không biết được. Bất quá khẳng định không chỉ hai ba cái như thế, thế nào, Hàn Đạo Hiếu, người có hứng thú đi cùng ta tìm tòi nghiên cứu một chút thế giới này không? Bình Linh nhìn về phía Hàn Lập, tiền bối trí cao, tại hạ khâm phục, chỉ là tại hạ vừa mới kinh lịch trận đại kiếp này, thật sự là tâm thần mỏi mệt, hơn nữa còn có người đang chờ ta trở về, chỉ sợ không cách nào đi cùng tiền bối hành trình lần này. Đôi mắt hàn lập hơi sáng lên, nhưng lập tức lại lắc đầu nói. Tốt, người có trí riêng, ta cũng không miễn cưỡng. Trong giọng nói Bình Linh có chút thất vọng, Bình Linh tiền bối, bây giờ chúng ta thân ở thời không thông đạo, lại không có trưởng thiên bình, làm thế nào trở về. Hàn Lập không muốn nói nhiều về đề tài này, chuyển chủ đề, hỏi. Việc này ngươi yên tâm, ta là bình linh trưởng thiên bình, trưởng thiên bình có thể làm được, ta chưa hẳn không thể làm được, chỉ ít mang ngươi trở về vẫn không vấn đề. Chỉ là Hàn Đạo Hiếu, nếu như ta đoán không lầm, trong lòng ngươi hẳn là còn có một điều tiếc nuối, nếu không lúc trước lựa chọn từ bỏ trưởng thiên bình, sẽ không trần chờ lâu như vậy. Bình linh nhìn Hàn Lập, hỏi. Hàn Lập nghe vậy, trong đầu chợt hiện ra thân ảnh kiều mị của nguyên giao. Bình Linh chỉ cười híp mắt nhìn Hàn Lập, không nói gì. Tiền bối nói không sai, ta xác thực có một chuyện tiếc nuối, không biết tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực không? Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng, trịnh trọng không người thi lễ với Bình Linh một cái, nói. Tình cảm nhân loại các người thật sự là kỳ diệu, tình yêu có gì lưu luyến, tử vong cũng chỉ là luân hồi, ngộ đạo không kịp, sớm muộn mà thôi. Tốt, xem ở phân lượng ngươi trợ giúp ta nhiều chuyện như vậy, ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, chỉ là chuyện của ngươi, ta sẽ không tham dự vào. Bình Linh dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Hàn Lập mấy lần, mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, hai tay Bình Linh giao trước ngực, trên tay lập tức bao phủ một tầng quang mang xanh biếc, cấp tốc sáng lên, đồng thời giao hòa cùng một chỗ. Quang mang xanh biếc đến nhanh, đi cũng nhanh, quang mang rất nhanh biến mất. Hai tay Bình Linh tách ra, lòng bàn tay xuất hiện một bình nhỏ trong suốt lớn chừng ngón cái, rất giống trưởng thiên bình, tản ra khí tức cũng tương tự. Đây là một tia pháp lực cuối cùng của trưởng thiên bình, người có thể xem nó như trưởng thiên bình lâm thời, vận dụng vật này, người tự hành trở về quá khứ xử lý đi. Bình Linh vung tay lên, vứt bình nhỏ trong suốt cho Hàn Lập. Đa tạ tiền bối, trong mắt Hàn Lập lóe lên vẻ vui mừng, lấy tạo nghệ thời gian pháp tắc trước mắt của người, hẳn là có thể tìm tới chính xác điểm thời gian quá khứ. Chỉ là vật này ẩn chứa lực lượng không nhiều, không thể nào làm cho ngươi ở quá khứ quá lâu, cho nên ngươi hành động phải nhanh một chút bình linh nghĩ nghĩ trịnh trọng dặn dò ta đã biết đa tạ tiền bối hàn lập gật gật đầu lần nữa khom người tạ ơn tốt hàn đạo hiếu ân tình của ngươi ta đã trả xong chúng ta từ biệt từ đây núi cao nước xa sau này không gặp lại bình linh phất tay với hàn lập thân hình thoát một cái bay về phía xa hàn lập đang muốn giơ tay từ biệt nhưng lúc này bình linh dường như sẽ không dừng lại nửa khắc chớp mắt đã biến mất ở cuối tầm mắt tay hắn đưa lên cứng lại ở giữa không trung sau đó tự diếu sờ lên cái mũi của mình. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía bình nhỏ trong suốt nơi tay, hơi trầm ngâm, rồi bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một vệt kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chui vào thân bình. Mặt ngoài bình nhỏ trong suốt lập tức nổi lên một tầng lục mang, mơ hồ có từng nét phù văn chấp động phía trên, lực lượng thời gian phụ cận lập tức nổi lên sóng gió, tựa hồ bị lực lượng trong bình nhỏ khống chế. Hàn lập nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng bình nhỏ trong suốt, còn có ba động lực lượng thời gian chung quanh, đó là một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sau một lát, hắn mở choàng mắt, một tay lần nữa bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Trên bình nhỏ bỗng nhiên đại thịnh lục mang, bao phủ thân thể Hàn Lập vào trong, đồng thời bay vào chỗ sâu trong thông đạo thời không. Hàn Lập bị quang mang bình nhỏ bao phủ, không cảm giác thấy thông đạo thời không chung quanh ảnh hưởng đến mình, tốc độ bay về phía trước cực nhanh. Chỉ là vách bình nhỏ vốn hơi mờ, đang chậm rãi trở nên trong suốt. Trong lòng Hàn Lập căng thẳng, vội vàng bình tĩnh nỗi lòng, càng dụng tâm điều khiển bình này. Bay về phía trước nửa khắc đồng hồ, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Không sai biệt lắm, hẳn là nơi này, Hàn Lập tự lẩm bẩm, vung tay lên, một đạo quang mang màu xanh sẫm từ đầu ngón tay bắn ra, chạm lên trên thời không thông đạo. Xoẹt một tiếng, thời không thông đạo lập tức bị chém ra một đạo bạch ngấn, bạch quang chói mắt không gì sánh được từ phía trên bạo phát ra. Hắn cảm thấy cả người chợt nhẹ, từ trong thời không thông đạo bay ra ngoài, hai mắt tỏa sáng xuất hiện trên không một mảnh sa mạc vô biên ầm um, ầm um, hư không phụ cận rung động kịch liệt không chịu nổi uy áp trên thân hàn lập mảng lớn bắt đầu sụp đổ hắn vội vàng thi triển vạn khiếu không tịch thuật toàn lực thu liếm khí thức và lực lượng pháp tắc cuồn cuộn vào thể nội đuôi lông mày hàn lập khẽ động giờ phút này tu vi hắn mặc dù lui về đại la đỉnh phong nhưng điều khiển thời gian pháp tắc thể nội càng thêm tự nhiên khí tức thu liếm càng thêm dễ dàng hư không phủ cận sụp đổ lập tức dừng lại vẫn như cũng như mặt nước dao động kịch liệt. Hàn lập giờ phút này cũng không lo được những thứ này, thần thức khuếch tán ra. Ngay sau đó, hắn nhướng mày, thầm hô lên, hỏng bét, lực lượng không gian điều khiển không đúng lắm, nơi này không phải linh giới. Không có bình linh tương trợ, hắn khống chế bình nhỏ trong suốt này không được hoàn mỹ, truyền tống đến địa phương này, bất quá hẳn không lệch đi quá xa. Nơi này là giới diện xa lạ, khắp nơi đều là cát vàng, cũng không biết là nơi nào. Bình nhỏ trong tay Hàn lập Giờ phút này mặc dù không bị thôi động, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng được, lực lượng nó ẩn chứa vẫn như cũ đang chậm rãi trôi qua. Trong lòng của hắn bất giác có chút vội vàng, lập tức bấm niệm pháp quyết, trên thân lóe lên lôi quang màu vàng, hư không tiêu thất vô tung. Sau một khắc, hắn xuất hiện trong một kiến trúc to lớn hình sa bảo. Bên trong sinh sống không ít tu sĩ dị tộc trên đầu mọc sừng, thân có lân phiến. Hư không chung quanh Hàn Lập vẫn như cũ đang chấn động, khiến cho sa bảo lắc lư không thôi. Những tu sĩ dị tộc kia kinh hãi, mấy tên dị tộc có tu vi cao cường, đạt tới hợp thể kỳ, lập tức giống giận đánh tới Hàn Lập, nhưng căn bản không đến gần được. Bây giờ Hàn Lập đang cấp bách, không lo được chuyện kinh thế hãi tục, phất tay nắm một dị tộc có tu vi cao nhất, thi triển siêu hồn thuật. Thì ra là thế, nơi này là hoàng sa giới, cách linh giới không quá xa, cũng may, không bị lệch quá nhiều. Trong lòng Hàn Lập buông lỏng, phất tay ném tên dị tộc này đi, bên ngoài thân lóe lên lôi quang, lần nữa biến mất. Trong xa bảo, những người dị tộc bất giác hai mặt nhìn nhau, hết thảy phát sinh trong trước mắt, giống như một giấc mộng vậy. Mà tên dị tộc bị Hàn Lập bắt lấy vứt bỏ kia, cảm giác trải qua như kề cận cái chết, mặc dù trên thân không có gì khác thường nhưng lòng vãn còn sợ hãi, sau đó toàn thân không ngừng run rẩy. chương 1393, không tiếc. chương 1393, không tiếc. Nơi nào đó trên lôi minh đại lục ở linh giới. Trong hư không, giữa lôi quang thân hình hàn lập hiện ra, trong lòng của hắn khẽ động thần thức vô cùng cường đại lập tức khuếch tán ra bao trùm toàn bộ linh giới sau một khắc tiếng sấm vang lên thân hình hàn lập lại bị lôi quang bao phủ sau khi lôi quang tan đi thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa hòn đảo nhỏ sâu trong vô nhai hải diện tích không lớn lắm chỉ khoảng hai ba mươi dặm chung quanh là biển cả minh mông gió biển gầm thét bốn phía tạo nên từng cơn sóng lớn ngập trời không dứt trong hư không phía trên hòn đảo nhỏ lúc này mảng lớn ngũ sắc kiếp vân tản ra khí thức sát phạt dày đặc. Xung quanh kiếp vân, không ngừng có kiếp vân mới ngưng tụ, tại phía dưới hào quang năm màu không ngừng đan xen vào nhau. Phía dưới trùng trùng điệp điệp kiếp vân, một nữ tử mặc bạch bào tư thái thức tha nổi bật đang đứng trước gió, chính là Nguyên Giao. Một thân bộ bạch bào trên ngơ ơi nàng đang theo gió lay động nhảy múa, mười ngón tay trước người không ngừng kết quyết, trên khuôn mặt diễm lệ kinh người mang theo một tia ngưng trọng. Trên dưới quanh người nàng, lơ lửng 72 chuôi phi kiếm lập lòe thanh quang, mỗi một chuôi phi kiếm đều tách ra vạn đạo kiếm quang. Sau đó tất cả kiếm quang hội tụ ở một chỗ, tạo thành kiếm liên màu xanh lớn khoảng vài mẫu, mang thân hình bảo hộ kín kẽ, đến giọt nước cũng không lọt. Ngoại trừ kiếm liên ở bên ngoài, bên cạnh nàng còn trôi lơ lửng vài kiện bảo vật khác. Giữa không trung nơi phía xa đảo nhỏ, còn đứng mấy đạo thân ảnh xinh đẹp, từ xa chăm chú theo dõi tình huống của nguyên giao bên này. Nếu là Hàn Lập ở đây, có thể lập tức nhận ra, những người này hắn không chỉ nhận biết mà còn hết sức quen thuộc đó là đạo lữ nam cung uyển của hắn cùng Nhiên lệ băng phượng và bọn người ngân nguyệt chúng nữ tu vi đều đạt đến đại thừa cảnh thân hình dung mạo cơ hồ không có gì thay đổi ngoại trừ bọn người nam cung uyển phụ cận cũng không có người nào nữa không lâu sau giữa không trung ngũ sắc kiếp phân đã đạt đến chừng mấy trăm dặm lớn nhỏ trong lúc đó bắt đầu ù ù quay cuồng ở giữa mỗi một đoàn kiếp phân đều hiện ra một cái lỗ lớn hắc động nguyên giao người nhất định phải cố chịu đựng. Nhiên lệ thì thào nói, hai tay buông lỏng đã sớm nắm lại thật chặt. Nam Cung Uyển ngẩng đầu nhìn kiếp vân không màu vô cùng trầm trọng kia, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng cũng không nói gì, chỉ có đôi mắt đẹp là chăm chú nhìn về phía nguyên giao. Băng phượng, ngân nguyệt trên mặt cũng hiện lên thần sắc lo lắng, nhưng biết giờ phút này tuyệt đối không thể quấy dậy đến nguyên giao, đành phải yên lặng cầu nguyện ở trong lòng. Nguyên giao nhìn kiếp vân giữa không chung, đôi mi thanh tú nhân lại, tựa hồ ý thức được điều gì, hai tay kết pháp quyết càng nhanh khiến cho kiếm liên màu xanh ở bốn phía thanh quang tăng vọt đồng thời nàng cũng không chậm trễ chút nào lập tức thúc giục mấy món bảo vật khác trong lúc nhất thời kiếm liên màu xanh vốn đang bao phủ thân hình nàng lại nhiều thêm một chút màu sắc khác nhau của bảo quang nó làm gương mặt vốn dĩ đã diễm lệ vô song của nguyên dao lại càng thêm nổi bật với nhiều màu khác nhau tăng thêm mấy phần phong tình nhưng lúc này giữa không trung tiếng oanh minh vang lên Vô số mưa lửa trong kiếp vân từ hắc động màu đen bay xuống, che kín cả thiên địa lao về phía nguyên giao.